Rồi, cảm ơn Thoa Trần nha. Hello Ngọc Thị Ngọc nè. Đơn em đang còn ở đây nè. Lựa rồi bên chị chốt nè. Rồi, hello tất cả các chị em nha. Chia sẻ livestream lên cho Hoàng nè các chị ơi. Rồi, chia sẻ livestream lên cho Hoàng nha các chị ơi. Hôm nay Hoàng sẽ sale hết đơn cho mấy chị luôn nè. Hơn là chỗ mình chỗ Hoàng vẫn còn đỡ. Chị áp dụng chỉ thị 10. À, một hộp kem nám do hy màu đỏ kìa ha. Ok, đợi chị xíu. Nám do hy màu đỏ, đợi chị xíu. Mà cái đó chị cũng mới vừa về thêm nữa. Cách đây mấy ngày bữa chị về được mấy hộp nữa. Chị đặt nhiều nhưng mà nó không có, nó về trước mấy hộp, còn hộp đồ cũ của nhà mình nữa. Đi ơi, cho mẹ mượn cái bóp miếng ray. Ray. Mở cốc ra lấy cái bóp cho mẹ cái ray. Nhanh lên cho mẹ số tiền đấy. Đợi em xếp cho ai.
Ok, đợi đợi hoàng xíu, đợi hoàng xíu nha. Rồi cả nhà chờ hoàng xíu, chờ hoàng xíu, chờ hoàng xíu mấy chị ơi. Chờ 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 hoàng tí, chờ hoàng tí mấy chị, chờ hoàng tí nha. Giờ Hằng đi bán đồ đây, khoác nó bao nhiêu rồi ok. Làm gì làm mất thời gian của chị lắm. Rồi, bây giờ Hằng lên đồ nha mấy chị nha. Mấy chị muốn xem áo khoác nào, áo khoác đen Adidas đúng không? Hằng xem 30 ngàn một cái luôn. Rồi, sale 30 ngàn một cái, chị nào lấy chốt lên cho Hằng là khoác đen nha. Chị nào lấy comment lên cho Hằng là khoác đen. Khoác đen Adidas để sale 30 ngàn thôi. Còn mấy cái Hằng xả cho mấy chị luôn, giá 29 ngàn luôn. 29 ngàn luôn nha. Adidas ở đây nè, rồi Adidas ở mặt sau nè, rồi ba sập luôn. Sale 29 ngàn, chị em nào lấy chốt lên cho Hoàng nha. Khoác, chị nào lấy chốt Hoàng là khoác đát nha, khoác đát nha. 29 ngàn sale luôn, tại vì còn có mấy cái nên Hoàng xả kho luôn nha. Còn có mấy cái này là Hoàng xả kho giá sốc cho cả nhà luôn. Rồi ai lấy chốt lên cho Hoàng. Chị em nào lấy comment lên cho Hoàng này cả nhà ơi. Chị em nào lấy comment lên cho Hoàng nha, khoác đát nha, 29 ngàn luôn. Rồi hôm mang hết cái khoác đát qua cho chị xe cho khách đi, để đó tính sau. Một lần như vậy là một lần cực kỳ mất thời gian. Rồi, chốt lên cho Hoàng cả nhà, form này là 40kg nha, đến cỡ dưới 60kg mặc vừa rất là đẹp luôn. Dây kéo phủ cao lên luôn nè, 29 ngàn. Ai lấy comment lên cho Hoàng nha, rồi Hoàng chưa chia sẻ live stream luôn, đợi Hoàng xíu. Em khoa khoác sữa bò ok ok, đợi chị xíu nha, đợi chị xíu. Chị chia sẻ live stream đã. Sáng ngày chưa soạn đồ cho con bé kia là con bé kia nó tới lấy một khoác là đi tìm. Đừ luôn, mệt mỏi thân xác luôn. Bình thường là chị là quản lý hàng hóa là chị nhìn bằng mắt thôi là chị đã biết rồi. Bây giờ chị tìm cũng không ra luôn mà cũng không hiểu vì sao. Bộ lửng vàng chị còn màu gì nữa hả? Đợi xíu em, đợi một xíu, cái đó hình như còn có mấy màu thôi. Đợi chị một xíu nha. Em lấy cái đát nha, rồi ok Thanh Dung. Rồi mọi người chờ Hoàng xíu, mọi người ơi chờ Hoàng xíu nha. Chờ Hoàng xíu, chờ Hoàng xíu, chờ Hoàng xíu. Chờ Hoàng một tí xíu nữa. Cặp gối chưa, không có gối đâu con ơi. Không có gối nha. Gối là bị hết rồi. Gối là đang hiện tại là hết rồi mọi người. Rồi nha, rồi chị nào lấy để chốt cho Hoàng là khoác Adidas nha, 29 ngàn luôn. Rồi còn mấy cái Hoàng xả kho giá sốc cho mấy chị luôn là 29 ngàn nha. Ok nè, cho bé Thanh Dung nè. Ok cho bé Thanh Dung nè, 29 ngàn nè. Thanh Dung 29 ngàn, ok cho Thanh Dung nè. Tiếp tục ai lấy nữa, Mai Vi nè, ok nè. Mai Vi ghé đúng không? Ok cho Mai Vi một áo nè. Mai Vi nè. Rồi Mai Vi là 29 ngàn luôn. Chị nào lấy comment cho Hoàng nha. Khoác này còn mấy cái Hoàng xả kho giá sốc cho mấy chị luôn, 29 ngàn. Quá đẹp luôn, khoác này quá đẹp luôn. Rất là chất cô tông xịn nha. Ok cho cây khế này, 29 ngàn. Áo khoác màu đen này nó rất là dễ thương luôn. Lụa Huỳnh không thấy trả lời vậy là sao? Là sao không thấy trả lời là sao chị ơi? Chị hỏi cái gì hồi nãy giờ comment của chị, có ai thấy cái comment của chị đó không? Mấy chị á, mà mua hàng đừng vô cà chớn nha. Cà chớn là Hoàng chửi banh xác luôn. Cỡ gì Hoàng cũng chơi khô máu với mấy chị luôn. Mới sáng sớm bà đừng có lãng bà. Thứ nhất á, bà hỏi thì bà phải đợi có thời gian người ta trả lời. Thứ hai nữa là nhiều khi bà hỏi nhưng mà comment nó bị ẩn, tôi không thấy, thì bà làm ơn bà hỏi lại ha. Chứ bà nói hỏi không trả lời, má ơi, bán mà khách hỏi không trả lời thì bán cho chó chứ bán cho ai.
cũng từ từ má. Má làm như là cái gì á ha. Rồi một phần là Hoàng không trả lời mà khách Hoàng nó cũng trả lời. Lùa Hình hỏi áo khoác. Áo khoác đó nhiêu á chị? Áo khoác đó là áo khoác nào em? Áo khoác nào? Mọi người mua hàng là mình phải văn minh lịch sự. Cái gì cũng phải từ từ. Trời ơi, Hoàng đang ở ngoài cái kho nhảy vô một phát mới sáng đúng rồi. Từ từ hỏi không trả lời về chị. Bà làm ba tôi luôn nè, trèo lên đầu tôi luôn nè, thiệt luôn á. Từ từ má. Má là khách hàng là thượng đế, nhưng mà thượng đế vừa thôi, thượng đế nào mà cao siêu quá Hoàng cho out luôn, Hoàng không cần bán luôn mấy chị. Mệt mỏi, hiểu không? Từ từ để chớ mới vô mà làm chi xong sâu xôn xôn lên vậy má. Mà chửi Hoàng phát là Hoàng chửi luôn, xem ai chửi thắng. Rồi áo khoác Adidas này sale cho mấy chị là 29.000. Mấy chị biết sao không? Thứ nhất là tư vấn số ký, thứ hai là tư vấn số tiền, rồi thứ ba mới đến quá trình chốt hàng. Mình mua vội vàng quá, cái đến khi nhân viên chốt đơn hỏi cho em ơi cái áo đó nhiêu ký mặc vừa, nhân viên nó cũng bực bội lắm. Nó nói chứ ủa chị Hoàng chốt là chị Hoàng có tư vấn hết rồi, em là nhân viên em chỉ chốt đơn thôi, chốt đơn cái mấy chị hỏi là em. Chứ lúc chị Hoàng livestream sao mấy chị không để ý rồi mình nghe rồi mình chốt hàng. Đúng không? Hoàng đây nè, đó mấy chị mình muốn mua cái chi từ từ rồi cháo nó cũng như người ta mới vô live được có mấy chục giây à bà ơi. Rồi đây nè mấy chị, thậm chí là đầu livestream rồi Hoàng cũng làm chương trình tặng quà chứ Hoàng cũng chưa có bán luôn mấy chị biết mà. Nhưng mà Hoàng đi live xay vô cái tự nhiên view nó lên cao rồi mấy chị mua thì Hoàng bán luôn, thiệt sự. Rồi đây, giờ Hoàng chốt lại này, áo khoác Adidas này là người ta bán 35 45, công nhận chưa? Cái này mà Hoàng đi nhập sỉ với chị nè đã 29 ngàn rồi, thề luôn nha, đi nhập sỉ 29 ngàn. Nhưng còn một số áo sót lại Hoàng xả kho với giá mình nhập luôn, lỗ tiền xe về. Đó 29 ngàn, đây phía mặt sau là chữ Adidas luôn, mặt này là chữ Adidas luôn, với lại cái tay đó là có ba sọc luôn như vậy nè, mặt vô cực dốc luôn, rất là đẹp luôn ha. Cái này là vải không phải là vải nỉ nha, mà vải là vải cua tông, rất là ok luôn. Ai lấy chốt Hoàng là khoác đen 29 ngàn. Còn bây giờ khoác bò nè, nhiều khi hôm trước Hoàng bán giá đó, hôm nay còn sót mấy cái Hoàng ưng Hoàng sale thì sao, thì cứ phải từ từ đúng không? Mấy chị phải từ từ để cho Hoàng lên chứ, chứ có cái gì đâu mà mua đồ là mình cứ thong thả thoải mái đi mấy chị, thong thả thoải mái chi đâu mà vội vàng. Rồi bây giờ khoác bò nè, cái khoác bò này nha, cái khoác bò này mấy chị này, cái khoác bò này nè, rồi ok này, thêm một cái cho thân dung này mấy chị đó. Mấy chị từ từ để Hoàng nói cho nghe, Hoàng tư vấn số ký cho. Ví dụ như chị nào muốn bán á, về mấy chị cũng cũng biết số ký, biết số tiền, ok cho thân dung một cái nữa nè. Form này á là cỡ 60 kg mặc được mấy chị, và thấy mình 60 kg, nói chung là như Hoàng thì cái cắt cô tông này có giãn Hoàng mặc cũng được. Rồi ok này, chị định quất một áo này ha. Mấy chị cứ từ từ chứ, bán hàng khách hỏi là phải trả lời hết á. Mà mấy chị biết là dạo này Facebook á, nó ẩn comment là thứ nhất. Thứ hai nữa là nhiều khi Hoàng đọc từ trên xuống dưới comment mà, thì từ từ người ta trả lời cho cha ơi. Vô hỏi cái này nhiêu cái kia bao nhiêu chứ mình phải gọi là đéo mua cái nào luôn. Đấy, hỏi thì cái gì cũng hỏi hết trơn á. Mà chốt hạ là đéo chốt được cái quần què gì hết trơn á. Tức mình à. Rồi áo khoác bò hôm nay Hoàng xả luôn. Cái này á, Hoàng nói thiệt với mấy chị, cái áo khoác bò biết làm sao Hoàng tức Hoàng xả không? Cái bà chị nào không? Cái bà nào mà bữa xả ra mấy cái áo khoác bò của mình á, có khách xả ra áo khoác bò của Hoàng, là ý là bé nhân viên kêu cọc, không thấy cọc, mà Hoàng thấy cái avatar ảo là Hoàng sợ lắm. Ok cho bé Thanh Loan này, một áo khoác Adidas 29 ngàn. Áo khoác Adidas này Hoàng còn cỡ tầm gần một ri nữa, 6-7 cái gì nữa màu đá, rất là đẹp luôn. Bé Hân nó mặc vô là đẹp như nghệ sĩ luôn á. Biết sao không? Tại vì nó là chất cô tông chứ không phải là chất nỉ. Mấy chị cứ bình tĩnh mua hàng, mình cứ bình tĩnh đi. Hoàng bán đồ rất là thật lòng, cho nên cũng không có phải là cái chi hấp tấp hết. Áo khoác bò này, ngày hôm nay Hoàng còn mấy cái này xả cho mấy chị giá sốc luôn, 59 ngàn. 59 ngàn một áo khoác bò nha. Áo khoác bò, dạ không nha chị ơi, dạ không. Áo khoác nam thì em không có. Mấy chị, em là chuyên đồ nữ, lâu lâu thỉnh thoảng á, thì em sẽ ôm được lô hàng bé shop hoặc là lô hàng nam shop, thì em sẽ báo ở trên trang cá nhân cho mấy chị, để những chị mà mình có nhu cầu mình vùng mình xem mình mua, thì mấy chị nhớ cho em lượt thích trang ha, theo dõi trang. Khi á mà em phát livestream á, ví dụ như mấy chị bấm theo dõi khi mà em đăng bài, ừ Hoàng mới nhập được lô nam này, chị nào có nhu cầu lựa đồ nam mai mình vô, cái mấy chị nhận được thông báo như vậy thì mai mấy chị vô lựa ha. Còn ví dụ như đồ nữ mà nhiều khi nhiều chị mà có nhiều quá rồi á, thì mình thấy rẻ thì mình mua, mình để dành mình mặc. Còn ví dụ như mà mình đang eo hẹp về kinh tế thì thôi, mình có thể là không vào xem để cho nó đỡ bệnh nghiền. Em nói thiệt mà, cái đó là tâm sự thật lòng của em luôn đó. Mùa dịch này em nói thật với mấy chị, cái đôi khi chỉ là xả hàng thôi, tại vì chỗ em á đang giãn cách chỉ thị
15 thôi là vẫn còn đi ra đường được, vẫn còn mua bán giao dịch được. Nhưng mà chuẩn bị sắp tới là tình hình căng thẳng là sẽ áp dụng chỉ thị 16 toàn quốc hết. Thì là thành ra là em cũng xả bớt nè, lấy ít tiền mua mắm mua muối ăn mấy chị. Chờ đợi ha, chờ đợi ha. Rồi ok, Nguyễn Nhi nè. Thiệt mấy chị có thể theo dõi người khác bán cái đồ này bao nhiêu, Hoàng bán cái này bao nhiêu, mấy chị theo dõi là mấy chị biết liền. Hoàng bán rất là dễ thương luôn á, nhưng mà mấy chị đừng cà chớn là chút nữa Hoàng lại nổi cà chớn lên. Nguyễn Nhi nè, ok nè, 29.000 khoác bò nè. Rồi mấy chị nhớ lên cho Hoàng là đơn á 100.000 mới ship gửi được nha. Cho em coi áo khoác đỏ luôn. Đây nè mấy chị nè, cái này là bò màu xanh nha. Form này mấy chị, cái chất này co giãn lắm, thậm chí 65kg nó cũng mặc vừa. Nhưng mà Hoàng nói trước, cái đây là thuộc dạng như là áo mà của mấy đứa tuổi teen á, áo của mấy đứa tuổi teen, cho nên là nó sẽ kiểu như là hơi crop top một xíu, hiểu không? Của mấy đứa tuổi teen nha, chứ không phải là phủ bì phủ biết. Rồi mấy chị chốt lên Hoàng là bò xanh nè, bò này là bò đen nè, bò này là bò cam nè. Chị nào lấy comment lên cho Hoàng là bò nha. Chị nào lấy chốt lên là bò nha mấy chị nha. Bò reo em hết rồi chị. Bò reo em hết rồi. Em chỉ còn bò màu cam, mà màu cam này là màu cam nhẹ nha mấy chị yêu nha. Màu cam này là cũng màu cam nhẹ thôi, chứ không phải là màu cam đậm. Rồi tiếp tục nè, cái bò này là bò màu đen nè. Rồi cái bò này là bò màu xanh. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nha. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng là bò kèm màu sale 59.000. Chị nào lấy comment cho Hoàng là bò không có màu rêu đâu á chị yêu. Không có màu rêu như chị Hoàng Huy nha. Rồi áo khoác đỏ hả Hân, cho chị mượn áo khoác đỏ Gucci á. Cái bà đó là bữa không kêu cọc, bà không cọc nè. Rồi sale luôn nha, sale luôn 59.000 khoác đỏ Gucci luôn. Nó là cũng nằm trong cái lô khoác bò luôn á. Hân nói chung là tự nhiên khách vô khách mua quá hết trời, 3-4 cái áo khoác luôn. Thì mình cũng sợ chứ, mình kêu là thôi chị cọc cho em cạc Viettel 50 đi. Thật sự và đâu có lời được cái áo 10.000 để mà bắt khách cọc đâu. Nhưng mà giờ sợ khách bơm quá thì kệ cha nó, thôi lấy cạc điện thoại để cho đỡ hồi hộp. Xong chứ đâu có lời được chừng này đâu. Rồi sale luôn nha, 59.000 hết luôn. Khoác bò với khoác đỏ này là bên trong á là có, sẽ có một túi trong, bên ngoài thì có hai túi ngoài, bên trong là có một túi trong. Form này á, mình nếu như mà đẹp nhất á là cỡ tầm dưới 60kg. Dưới 60kg cho Hoài nha. Chứ còn mà nếu như mà béo hơn thì tùy thể trạng ai cao á thì ok. Khoác đen ok cho Thanh Dung nè, bò đen cho Thanh Dung nè. Cho chị Hoài cho em xem cái áo vài kiểu treo với cái quần ring nha. Rồi ok. Ok là cho Thanh Dung này, 59.000 này Hoàng xả hết. Đó chị nào mà thấy rẻ là ok này, bò đen này, màu đỏ cho bé Thanh Dung nè em nè. Màu đỏ cho Thanh Dung nè, ok nè. Màu đỏ cho Thanh Dung 59.000 luôn, Hoàng xả hết luôn. Hứa với mấy chị là xả sạch sẽ. 59.000 cho Thanh Dung nè. Bò đen ok cho chị Hoàng Huy nè. Bò đen cho chị Hoàng Huy nè. Ok nè, bò đen cho chị Hoàng Huy. Nói thiệt mấy chị, cái mùa dịch này á, cầu mong bình an. Chứ không có phải là, nó không biết là những cái nơi khác thì sao, chứ mùa dịch này đối với bản thân Hoàng và gia đình cầu mong bình an hơn là lợi nhuận luôn. Bán bất chấp giá, nhưng mấy chị phải từ từ. Thì đó rồi mấy chị chốt lên. Cái này là Hoàng đang phát trực tiếp, mấy chị công nhận không? Ví dụ như ở ai ở trong đây và thường xuyên sử dụng Facebook để mua hàng, mấy chị thấy là công nhận không? Cái này là Hoàng đang phát trực tiếp. Thì Hoàng có thể đặt được comment của mọi người từ trên xuống dưới. Chứ nếu như mọi người vào trúng cái trang bay á, mà nó chạy quảng cáo á, cái lượng khách hàng nó đông và có cả cái comment ảo á, có bao giờ nó đặt tên mọi người đâu, có bao giờ mọi người hỏi cái gì nó trả lời đâu. Chưa kể là nó sử dụng phần mềm phát lại livestream, thì có bao giờ nó đọc được cái gì mình đâu. Mấy chị thích hỏi cái ông trời, mấy chị có chửi nó cũng chả quan tâm, vì nó có đọc được comment đâu mà trả lời. Trong khi Hoàng là phát trực tiếp luôn, mấy chị phải đợi Hoàng đọc từ trên xuống dưới đúng không, rồi người ta sẽ từ từ trả lời cho. Nhiều khi hỏi xôn xôn vậy chứ báo lên là lại không mua, cái mặt nhây ra không mua, phải đùa đâu thiệt. Mấy chị rứa Hoàng rành 6 câu giọng cổ mấy chị đó là xồn xồn lên. Cái gì mà xồn xồn lên vậy trời. Rồi đây tiếp tục nè, cái áo bò này, cái form này thì cỡ tầm 53-54kg thôi, cho nên cái áo kiểu này Hoàng sale 20.000 luôn. Chốt Hoàng là kiểu 20.000 nha, nó cỡ 52kg trở lại mặt vừa, 52kg trở lại mặt vừa Hoàng sale 20.000 luôn đó. Mấy chị cứ từ từ để Hoàng bán cho, không có chi mà vội vàng hết. Ai là khách cũ của mình biết tính Hoàng, Hoàng rất là dễ thương luôn á, nhưng mà tại vì mấy chị cứ muốn Hoàng trở nên là cấu kỉnh thôi chứ. Ok nè, cho Thanh Dung nè, màu xanh nè, 59.000 nè. Bán thì không lợi nhuận rồi. Nè, bỏ cho Thanh Dung nè.
Rồi ai lấy bò ốc quên, áo kiểu chốt Hoàng là áo kiểu nha. Áo kiểu này Hoàng sale 20.000, 20.000 thôi, sale lỗ luôn. Ok này, áo kiểu này cho Út Thảo 20 nè. Quên cái áo khoác là lúc nãy đựng của bên đây nè. Ok nè, Út Thảo 20 nè. Thiệt tình bực bội. Ok nè, rồi ok cho Thanh Dung rồi nha. Rồi chị nào lấy nữa mấy chị báo lên cho Hoàng. Mấy chị muốn xem cái gì nữa. Còn cái đây á, là áo khoác chống nắng nè. Chị nào mặc 70kg như Hoàng á, vẫn mặc vừa được cái lớp áo khoác chống nắng này. Áo khoác chống nắng nha. Cái này là áo khoác chống nắng ha, thì nó sẽ có form rất là rộng và to luôn. Còn áo khoác bò thì nó cũng thuộc dạng như là áo khoác của mấy đứa hot girl tuổi teen á, cho nên là form nó như vậy thôi. Nhưng mà vậy á, chứ nhưng mà khách Hoàng á là có người mua tới 140.000 cái áo khoác rồi đó, báo Hoàng á. Trời ơi sao chị không nhập về sớm bán sớm, em vừa mới mua chỗ kia 140.000. Đó là khách nói luôn chứ Hoàng có nói nha. Rồi bây giờ Hoàng sẽ đi xả đồ nè. Cái này á, là bé này là cũng là khách cũ nhưng mà chắc bé bận cái gì. À bé ở Lazy. Ở Lazy vậy là con bé này nó bị cấn chỉ thị 16 rồi nè, cho nên là nó không thể lấy được rồi. Thôi thằng tặng luôn cho mấy chị nè. Rồi một cái quần bé này mấy chị này cưng lắm. Cái này mà của người lớn là tiền không, tặng luôn nha mấy chị nè. Cái này là bé cỡ tầm là 15-17kg mang vừa nha, tặng luôn. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là quần tặng này ha. Còn bán cho bé này là 15.000 mà giờ tặng cho mấy chị luôn á. Tặng cho mấy chị luôn. Tại đồ bé còn có mấy cái nữa Hoàng tặng luôn. Quần bé tặng nha mấy chị, chốt lên cho Hoàng. Hoàng rất là ok mấy chị, nhưng mấy chị từ từ. Chị nào cứ hay sồn sồn mà chút nữa Hoàng cấu lên. Ok nè, chốt cho Hoàng là quần tặng nha mấy chị nha. Quần tặng, ok nè. Quần tặng nha mấy chị nha. Rồi tiếp tục nè, quần tặng nè Hoàng tặng cho bé Hoàng Thành Lam nè. Ok nè, Hoàng Thành Lam. Hoàng Thành Lam quần tặng nè. Tiếp tục nữa nè. Một cái này là cái gì nữa đây, Hoàng bán cho bé này 10.000. À cái quần này là quần lửng của bé. Bé cũng cỡ 17kg mặc vừa đó. Chốt cho Hoàng là hồng tặng. Mấy chị chốt lại cho Hoàng là mã hồng tặng nha. Bé cỡ 17kg mặc vừa, 17kg. Nói chung là cái quần này mình về mình, nói chung là cái chất vải rất là đẹp luôn. Nhưng mà giờ đồ bé còn sót là Hoàng tặng cho mấy chị cho vui thôi. Rồi chị nào lấy, chị lấy em bộ vàng nhạt lửng. Vàng nhạt hả? Cái đó ừ, nó chỉ còn vàng nhạt thôi. Rồi ok nè, hồng tặng nha. Hồng tặng nè, ok cho cô Kim Loan nè. Cô Kim Loan không đồng nè. Ok nè, cho cô Kim Loan không đồng nè. Rồi bộ lửng đó chị xe cho em 25.000. Màu vàng nhạt hả? Rồi đó, 25.000 nha. Ok cho Uyên Thuyền nè, còn hai màu đó thôi em à. Còn hai màu thôi, bộ lụa lửng 25.000, ok cho Uyên Thuyền nè. Với lại còn một bộ là đó, lạp xưởng tôm như bịch vậy chị. Bây giờ mà có lạp xưởng tôm là giàu. Bây giờ mà có lạp xưởng tôm là giàu. Giàu lắm luôn á mấy chị. Bởi vì sạch lạp xưởng tôm bây giờ ngoài thị trường bây giờ là nó bán 85.000 nửa ký. Nếu như ai có lạp xưởng tôm là bây giờ là giàu. Mấy chị biết tại sao không? Khi mà nó có quyết định mà giãn cách xã hội hay là chỉ thị 15-16 là người nông dân á, người ta đổ xô đi mua thực phẩm, nhất là thịt. Tại vì thịt là dễ ăn, dễ bảo quản, người ta đi mua thịt, thịt heo thì đâu có đâu, lên giá cực kỳ, có mua làm lạp xưởng. Và nhân công mà nó làm lạp xưởng là nó đã bị nghỉ hết rồi. Mấy ai làm công ty là mấy chị biết, công ty là bắt buộc phải nghỉ 14 ngày hết rồi. Cho nên là bây giờ vì sao hàng hóa nó tăng, là vì đâu có ai sản xuất đâu, công ty phải tạm nghỉ. Đó, thấy chưa? Có là mình đã giàu to rồi. Còn áo khoác kiểu như Adidas mà bò không chị? Hình như là bị hết rồi hay sao em ạ? Bị hết rồi hay sao? Hôm trước là chị có một ri áo khoác kiểu nữa, nhưng mà bị hết rồi sao? Cái áo khoác kiểu mà lần trước mình có hoa cúc, hoa đồ sao hết rồi đúng không? Dạ. Hết luôn rồi á em à. Hết luôn rồi, đợi chị xíu. Tức quá. Rồi đây, chị Hoàng có áo khoác gấu này, Hoàng xả luôn. Sữa tắm, sữa tắm có những loại nào, like chị xem được không? Em nghỉ 21 ngày nè đó, như Út Thảo đó, Út Thảo làm công ty đó là phải nghỉ. Nói chung là công ty là đám đông á, cho nên người ta sẽ giãn cách xã hội là bắt buộc phải nghỉ hết. Mấy đứa bạn Hoàng nó làm trong Đồng Nai nè, nó làm Sài Gòn là bây giờ nó báo Hoàng là bây giờ đang ở nhà luyện phim Cây Táo Nở Hoa. Nó tao chờ cho cây táo nở hoa cho nó hết phim rồi hết dịch rồi đi làm. Mấy chị biết rồi, cho nên là bây giờ đâu có câu công nhân làm chi có hàng hóa mà mình bán. Cho em một hộp trắng răng nha, ok Uyên Thuyền.
không em. Rồi đây sữa tắm ha, sữa tắm thì bây giờ nhà em là chỉ có thứ nhất là sữa tắm cá ngựa, hai là sữa tắm Pháp, còn ba bốn chai gì đó xe 45 á, là do bữa là người cứ chốt một chai không đủ đơn đi cho nên là còn lại đó thôi. Rồi thứ hai là sữa tắm cá ngựa thôi, thứ ba là sữa tắm dê ha. Rồi nha. Được thì like, nói chung là xíu nữa em like chị, xíu nữa em like. Rồi, nè cái áo khoác gấu này Hoàng sale luôn 29 ngàn cho mấy chị đây. Mấy chị chốt lên Hoàng là gấu vàng hoặc là gấu đỏ 29 ngàn luôn. Cái thằng này thì có nón nha, mà cái nói chung là cái kiểu này cũng dễ thương lắm á. Cái này là cũng dễ thương lắm á mấy chị nào lấy chốt lên cho Hoàng. Gấu vàng hoặc là gấu đỏ nha, 29 ngàn luôn. Form này là cỡ tầm dưới 60kg là mấy chị sẽ mặc vừa. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng còn mấy cái thôi, sale cho mấy chị yêu luôn. Đó, 29 ngàn cái áo khoác mấy chị coi nè. Một cái cọng dây kéo này của người ta là thôi chứ đủ tiền của mấy chị bỏ ra 29 ngàn vô. Đây, cái cọng dây kéo nè. Đó, rồi chị nào lấy chốt lên cho em nha. Đây, túi tiết đồ bài bản luôn. Rồi, gấu vàng Nguyễn Thanh Sang, khách mới cho em số điện thoại địa chỉ nha chị yêu ơi. Này mình cũng chỉ còn mấy cái vậy thôi hả? Em hello chị Mỹ Hạnh nha. Ok nè, Nguyễn Thanh Sang nè. Khách mới cho Hoàng số điện thoại địa chỉ nha mấy chị yêu nha. Nguyễn Thanh Sang 29.000 là gấu vàng nè. Nguyễn Thanh Sang gấu vàng nè. Mấy chị yêu cho Hoàng số điện thoại địa chỉ nha. Cho một cái gấu vàng cho Mai Bông nữa đi. Cái áo đó cũng hết, áo gấu này hết hả hông? Áo gấu hết, còn mấy cái chân như vậy là hết luôn rồi đó. Ok, gấu vàng cho Mai Bông nè. Tự nhiên bị liệu ghi gấu vàng luôn, nó chết luôn. Ok nè. Quán cát Bụi Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ok chị yêu. Mấy chị, gấu vàng, gấu đỏ. Bây giờ hết gấu vàng luôn chị. Bây giờ chỉ còn gấu đỏ thôi, chị nào lấy báo em. Chị Định Quốc có ok cái gấu đỏ không? Em chốt cho ha. Cái gấu vàng là em bị hết luôn rồi. Cái này em chỉ còn mấy cái đây, em xả giá sốc cho mấy chị đó. Chị Định Quốc cái áo đỏ chị ok không? Ok thì báo em nha. Để em ghim bài, cái đã bị ẩn comment nên là không có cái ghim được. Nó bị ẩn comment. Ok chị Định Quốc nè. Nó bị ẩn comment cho nên comment nó không có chạy đâu mấy chị. Em nhìn từ cái phần khác thôi, nhìn từ phần mềm kia thôi để chốt đơn thôi. Cho nên là em sẽ không có ghim được. Mà mấy chị nhớ là lên đơn 100 ngàn giúp em nha. Ok cho chị Định Quốc nè. Áo khoác màu đen Quỳnh Như hả? Áo khoác đen Adidas cũng 29 ngàn luôn. Áo khoác đen Adidas cũng 29 ngàn luôn. Đó, còn mấy cái chị nào lấy chốt hoàn một cái áo khoác này rất là đẹp nha mấy chị. Cỡ 60kg á, mấy chị đừng có lùn quá, 60kg ok. Xã Thạnh Lộc hả chị? Tỉnh Bình Phước hả? Định Quốc hả? Rồi ok ok mấy chị. Rồi nói chung á là mấy chị đừng có ở trong vùng mà tâm dịch nha. Có nghĩa là nó đã bị phong tỏa rồi thì bây giờ là cái tình trạng á, nói chung là phong tỏa cực kỳ cao độ rồi á, thì mấy chị đừng đặt hàng giúp em. Đợi nó kéo dây bớt ra đã rồi đặt hàng. Đặt hàng đi tới vương tá nó cũng không phá được, phát được đâu. Nó cũng trô về em vất vả quá. Rồi đây nè mấy chị, đây khoác đen này là 29 ngàn chốt lên cho em. Thôi cái sữa tắm Pháp á, còn 4-5 chai gì đó. Bữa mà khách không đủ đơn em cứ bỏ ra em đem vào đây cho chị like luôn. Rồi sữa tắm Pháp này nè, còn mấy chai thì em sẽ xả cho mấy chị luôn. Mấy loại bánh còn không chị? Còn em, bánh thì còn, đợi chị xíu. Bánh thì mới nhập về à, khách mua dự trữ để dành buổi sáng ăn sáng hay ăn vặt gì đó, đói bụng rồi đó ăn đó. Rồi đợi một xíu nha, đợi một chị một xíu. Còn 6 chai hả? Màu gì em? Có 2 màu này thôi. Rồi mấy chị, sữa tắm Pháp nè, Hoàng xe cho mấy chị là 45.000 một chai. Mà chai này nó rất là bự nha. Nó thiết kế hình này thôi cho mấy chị biết là cái chai này thể tích nó bao nhiêu không? 750ml luôn. 750ml luôn, chốt lên cho Hoàng. Hết rồi, kim thương ơi, áo khoác hết rồi, chỉ còn áo khoác màu đen thôi. Rồi xe cho mấy chị là 45.000. Cái này là sữa tắm Pháp nha, màu xanh hoặc là màu nâu. Chị nào lấy chốt lên cho em, hàng này là người ta bán ngoài thị trường là 75.000 một chai luôn á. Bữa là em ôm được cái lô đó, nói chung là chỗ đó là nó đóng cửa nó nghỉ, cho nên là còn một ít hàng á, nó thanh lý hết đó, nó thanh lý hết, đóng cửa nó nghỉ. Nhất là Sài Gòn là bây giờ đóng cửa sạch trơn luôn, nên là hả, nó sale luôn cho em ôm luôn nè. Rồi còn mấy chai chị nào lấy báo lên cho em. Cái này là sữa tắm Pháp nha, cái này là sữa tắm Pháp 45.000. Bữa là mình mấy chục chai mà không bán sạch trơn luôn, nhưng mà do là mỗi chị vô á không có biết là mình mua một chai hay hai chai cũng đi hàng được, không có hiểu, thế là mua có một chai thì đâu có đủ đơn rồi em bỏ ra đây. Chứ nếu
như mấy chị mà mua đủ 100 ngàn là chốt đi là sạch trơn rồi, hiểu không? Nhiều chị vô thì tưởng là mua chai này là cũng chốt hàng. Vì sao mấy chị biết là mấy chị mua một chai mà em không gửi được không? Mấy chị mua chai có 45 ngàn đúng không? Nhưng mà tiền ship mấy chị phải gánh 30 ngàn. Ê trời ơi, thành ra cái chai này cũng 75 nghìn thì là em không thể gửi được. Mấy chị phải mua 100 nghìn em mới gửi được nha. Rồi nha, bây giờ em sẽ chốt cho mấy chị nè. Rồi nè, áo khoác sữa bò bao nhiêu hả? Áo khoác sữa bò chị Hoàng sale nè, 59 ngàn hả không? 59 ngàn em ạ. Rồi sữa tắm màu xanh này cho bé Uyên Thuyền nè. Ok nè, sữa tắm màu xanh cho Uyên Thuyền nè, 45 ngàn nè, 45 ngàn cho Uyên Thuyền, 45 nè. Hoàng sale hết cho mấy chị, 45 ngàn cho Uyên Thuyền nè. Một chai màu gì cũng được hả? Tùy chị nha chị Sương nha, em lấy đại thôi à. Em lấy đại nha. Một sữa tắm bông Sương Nguyễn, Hà Đỗ áo khoác đen Adidas này, 29 ngàn này. Hà Đỗ khách mới, cho em số điện thoại địa chỉ nha chị yêu nha, 29 ngàn. Rồi chị bông Sương Nguyễn là chị lấy sữa tắm màu gì chị? Ok cho chị Sương Thu này. Thiệt sự là em cũng chưa tắm qua hết các mùi để mà biết được cái mùi nào đặc biệt hơn, nên là mấy chị cứ chốt đại mùi, rồi sau này mình tắm qua cái mùi này mùi kia không thơm mình tắm qua mùi khác. Nói chung là mùi nào cũng thơm hết á, nhưng mà mỗi mùi nó sẽ có một mùi đặc trưng thôi. Chị bông Sương Nguyễn là chị lấy mùi gì á chị yêu? Ok ok, đợi chị xíu, đợi chị xíu. Chị bông Sương Nguyễn là chị lấy mùi gì á chị? Có ai dặn trong tin nhắn không ta? Đợi đợi em một xíu, đợi chị một xíu nha Hình Bích nha. Cái 150 chi tiết nữa thì không biết có ai dặn trong tin nhắn hay không, đợi xíu. Em lấy cái ghế lấy cho chị bút màu 150 chi tiết nha. Rồi chị nào lấy nữa báo em nha. Em còn 6 chai mà em mới chốt cho 2 chai cho 2 chị chứ mấy. Em mới chốt chị Sương Thu với lại Uyên Thuyền thôi. Em còn 4 chai nữa, chị nào lấy thì chốt. Cái hàng sữa tắm Pháp này hạn dùng rất là xa mấy chị, đến năm 2024 luôn. Cho nên là mấy chị cứ tha hồ mà xài. Nói chung là người ta sale luôn á, người ta sale để mà người ta nghỉ đóng cửa, nên là người ta sale lỗ ra luôn á. Rồi ok nè. Cái này là một áo khoác đen cho Kim Quyên nè. Một áo khoác đen cho Kim Quyên này, 29 ngàn này, mấy chị chờ hoàn xíu nha. Body Luxury, chị đâu có Body Luxury. Khoác đen cho Kim Quyên rồi, Body Levi. Chị xem sữa tắm con dê hả? Sữa tắm con dê mà hàng Việt á, 4 mấy ngàn em bị hết rồi. Bây giờ là chỉ còn sữa tắm hàng Thái thôi, 8 mấy ngàn á. Minh Minh sữa tắm màu gì em ơi? Chị bông Sương Nguyễn màu gì? Màu xanh nhé. Ok nè, chị bông Sương Nguyễn màu xanh nè. Đây à, cái gì vậy? Rồi chị bông Sương Nguyễn màu xanh nè. Ok nè, giấy vệ sinh thì hết rồi. Trần Thị Diễm Kiều ơi, giấy vệ sinh hết rồi à. À Hân ơi, hôm qua em chưa chốt cái miếng dán thảo dược. Nguyệt lấy bao nhiêu báo chị chốt ra, bỏ ra ngoài liền có bị hết hàng. Nguyệt lấy mấy miếng dán thảo dược. Cái này là cho Huỳnh Bích nè. Cái này là bộ màu nè, Hoàng sale. Thôi bây giờ đi, bây giờ Hoàng nói luôn. Bây giờ là Hoàng đăng bài là còn 4 bộ đúng không? Hoàng sale cho mấy chị là 75 đúng không? Bây giờ Hoàng bán giá sốc luôn cho mấy chị 69 ngàn nha. Cái rổ chị ơi hả? Cái rổ là cái gì em? Huỳnh Anh Vũ, một sữa tắm màu xanh ghé tiệm lấy, ok chị yêu. Rồi Huỳnh Vũ Anh, cái can nước xả Comfort là khách đặt trong tin nhắn rồi nghe Hân nha. Đừng có một, còn có một can cuối cùng á. Ai mà đặt trong tin nhắn là bỏ ra cho khách liền. Mình đã ok là phải chừa lại cho khách. Khi nào mà mình chưa ok, mình chưa rét á là mình không có tội. Chứ mà mình rét mình ok rồi mà khách tới không có là khách chửi mình là mình không có đường nói luôn. À cái rổ để giấy vệ sinh hả? Ok ok. Rồi cái này là chị, này là chị ghé này. Chị yêu ngày nào ghé thì mấy chị tranh thủ ghé sớm giúp em nha. Chị yêu nào ghé là tranh thủ ghé sớm giúp em nha. Áo khoác chống nắng ở đằng sau đó chị yêu ơi. À, lấy hộp kem Body Levi hả? Hộp kem Body Levi. Nguyệt lấy mấy? Nguyệt lấy mấy hộp dán ngải cứu Body Levi cho chị Liên Kim. Body Levi em bán 70 ngàn là hết sức rồi, 69 ngàn cho chị Liên Kim. Cái đó em cũng hết biết sale làm sao luôn, hàng chuẩn luôn á. Cái này thì cái Facebook người ta bán 90 ngàn, em bán 69 ngàn là em cũng hết luôn. Cho chị một hộp Body Levi cho chị Liên Kim. Ok chị, 69 ngàn này đem lại cho cô Hân, bỏ đi đây. Rồi bây giờ hộp màu nha, hộp màu. Hộp màu là còn có 4 hộp thôi mấy chị nha. Em còn có 4 hộp thôi. Còn có 4 hộp thôi. Xe cho mấy chị là 69 ngàn 150 chi tiết nha.
Cái này mà mùa hè mà mấy chị mua thêm ít giấy A4 nữa về cho nó vẽ, nó phá nó vẽ. Chứ bây giờ nó ở nhà mà con nít mà biểu đừng phá thì nó đâu gọi là con nít. Ủa chứ mẹ cho đi bộ này rồi mà, đúng không? Có đúng chưa? Xác định đúng không? Ủa cho rồi còn đòi chi nữa? Hai cái hả? 101 đây. Mẹ đã xác định là mẹ cho Ri một bộ rồi, công nhận chưa? Cái nào mẹ bán là Ri cũng được sở hữu như người ta hết đúng không? Chưa có cái nào là mẹ không cho Ri đúng chưa? Xác định rõ ràng chưa? Trước thì vô nhà học bài xong mình lấy giấy A4 rồi mình vẽ mình tô. Phá thì bắt đền cô An á. Rồi đây nè, bây giờ Hoàng sẽ chốt bộ màu nha mấy chị nha. Hoàng sẽ chốt bộ màu. Một bộ màu là cho Huỳnh Bích nè. Huỳnh Bích á, Huỳnh Bích là comment trước khi Hoàng chưa báo chương trình nè, cho nên Hoàng vẫn chốt cho Huỳnh Bích một hộp màu nha. Rồi bây giờ Hoàng chốt nè mấy chị nè. Ngọc Thị Ngọc một hộp màu nè, 69 ngàn, có 4 hộp thôi mấy chị, chứ không có nhiều sót con hàng xã luôn. Ngọc Thị Ngọc nè, ok nè, cho bà Hoa Lê nè. Rồi tiếp là Huỳnh Oanh Vũ nè, Huỳnh Oanh Vũ ok nè. Rồi được 4 chị 4 bộ nha, 4 chị 4 bộ đủ luôn. Hà My Nguyễn Vũ là tới Hà My Nguyễn Vũ là hết mất dép. Rồi còn có 4 bộ thôi đúng không? Còn 4 bộ là hết rồi đó, Hà My Nguyễn Vũ là không có nha. Rồi 4 bộ cho 4 chị nè. Mày cũng cho Ri một bộ rồi. Vậy thì Ri mới thấy rằng là chơi không giữ gìn, chơi chơi không giữ gìn là một điều sai lầm của mình chưa? Thế bây giờ màu nó rớt ra nơi ra ngõ rồi. Rồi giá để giấy vệ sinh này mấy chị ơi, giá này là để giấy vệ sinh nha. Giá để giấy vệ sinh nha. Ủa sorry mấy chị, em lại bị điệu nữa rồi. Ủa cái này gắn vào sao ta? Cái này là gắn à đây, trời ơi là trời. Đây mấy chị nè, cái này về mấy chị gắn vô một phát, xong mấy chị lột cái miếng này ra, mấy chị ịn vô tường, xong mấy chị bỏ giấy vệ sinh trong đây, xong mấy chị sẽ kéo ra. Thay vì vậy đó, nó rất là tiện lợi luôn nha. Cái này là hộp đựng giấy vệ sinh, mấy chị chốt em mã số 5 đi, là 20 ngàn. Comment mã số 5 đi chứ nó hộp đựng giấy vệ sinh mất thời gian quá mấy chị nè. Có nghĩa là ở đây á, cái miếng này là của mình là miếng dán cường lực mấy chị. Về mấy chị gỡ ra, thường á, cái nhà vệ sinh của mình á, đa số là mình thường là láng gạch men đúng không? Láng gạch men là cực kỳ bám rất là chặt luôn. Mà cái giấy vệ sinh nó nhẹ thì không biết khi nào rớt. Mấy chị bỏ cái cuộn giấy vệ sinh ra và mấy chị sẽ kéo ra phần này. Mã 5 cho em 20 ngàn. Mã số 5 20 ngàn nha. Chị nào lấy comment cho Hoàng là mã 5 20 nha. Mã 5 20. Body collagen X3 có em. Body collagen X3 hơn còn hợp hay sao? Ok nè, cho Trần Thị Diễm Kiều nè. Trần Thị Diễm Kiều 20 ngàn. Rồi chị nào lấy báo Hoàng là mã số 5 nha. Cái hộp này là mã số 5 20 ngàn. Như ngoài kia kìa Hân kìa, ngoài cái bao màu đen kia chứ đâu trong đây, làm gì có trong đây. Rồi mã số 5 nha mấy chị nha. Lấy chốt lên cho Hoàng. Thôi để Hoàng ghi được cho bác Trần thì diễn kiều. Thôi còn là Hoàng ghi chú lại chứ Hoàng, Hoàng ghi chú lại chứ Hoàng chốt có quả quá. Rồi ok nè. Cái này là cho Huỳnh Bích là hai cái nè. Cho chị Liên Kim một cái nè. Cho chị Liên Kim nè. Rồi Huỳnh Bích nè, hai cái nè, chị Liên Kim một cái nè, 20 ngàn một cái nha mấy chị yêu ơi, 20 ngàn một cái. Chị Liên Kim rồi, Trần Thị Diễm Kiều rồi, Huỳnh Bích rồi, ok mấy chị. Chị nào lấy nữa báo Hoài. Chị chứ cái này hay cháy lắm á, thấy vậy thôi chứ mà hay cháy. Body collagen X3 hạn dùng đến năm 2024 luôn nha, còn được hợp à, sale 95 ngàn. Lấy báo chị. Sale cái này là giá của công ty bán là 199 ngàn, đúng chưa? Rồi bán luôn 95 ngàn, còn sót hộp nhưng mà hạn dùng rất là xa nha, 2024 không à. Rồi chị nào lấy chốt Hoài Ri. Ri đi vô học bài nghe rõ không Ri? Tại sao vậy Ri? Cái gì vậy? Cái hộp màu của khách hàng mà sao Ri cứ rờ lên rờ xuống chi? Rồi ai lấy chốt Hoài? Cái này là body X3 nha, body collagen X3 của công ty Đông Anh. Giá bán của công ty niêm yết là 199 nghìn. Hàng sale luôn 95 nghìn, còn có hộp phần sale 95 nghìn nha. Rồi Hân nè, đó Hân làm theo cái đó chị. Rồi body nha mấy chị nha, body. Bộ màu chị có không em? Hoa Lê có thôi chứ chị không có. Bộ màu em còn có 4 bộ thôi, em sale được cho 4 chị thôi, bị hết rồi.
Body nhà mình còn cái loại body màu đỏ màu chi đâu không? Cái miếng mà dán nha, dán giá đó không? Cái miếng dán giá còn không? Cái miếng mà dán giá đó em dán lên này cho nhanh, cái hơi đâu mà xé băng keo chó cực. Chị giảm cân loại nào giảm mạnh dành cho người khó giảm cân? Chị có quần sọt không? Em mà 65 kg là họ quần sọt mà 65 kg là hiếm có lắm. Quần sọt đùi thôi nhưng mà hiếm có lắm. Cái body kim cương này nè, cái body kim cương này mấy chị nè, em sale cho mấy chị luôn. Cái body kim cương này em sale cho mấy chị nha. Cái body kim cương này nè, hàng này á, là người ta bán là 250 luôn, nhưng mà công ty sale luôn nè, nhưng mà hạn dùng rất là xa luôn mấy chị nha. Toàn bộ là đến năm 2024 không. Body kim cương này nè, em sale cho mấy chị là 65.000 một khẩu, chị nào lái chốt hoàng body kim cương. 65.000 một hũ, chị nào lấy chốt hoàng body kim cương. Mà cái này còn có 2 3 hũ gì em theo 60 luôn mấy chị, comment cho em là mã 60 nha. Mấy chị comment cho em là mã 60. Mã 60 chị nào lấy comment cho em. Còn quần tan mỡ bụng. Quần xinh gì cơ hả? Còn ủa còn được mấy cái. Rồi cái này mấy chị comment em là mã 60 em bán cho mấy chị là 60.000. Chị nào lấy chốt lại cho em là 60.000 nha. Chị nào lấy comment cho em. Cái dạ cô Liên đó không cả. Cái này là quần ốc quần lộn rồi em bị liệu. Cái body kim cương này em không biết là còn nhiều không nữa, em không biết là còn nhiều hay không nha, hình như là còn 1-2 hũ gì đó à. Cài bé còn không chị, đi lại lấy cài bé cho mẹ cái đi. Cài bé còn có 2-3 cái gì à, khách chốt trong tin nhắn mà chốt quá trời luôn. À cái body x3 này là chị nào chốt đây, đợi em một xíu. Body x3, ok, body x3 nha. Body x3 cho chị kim cương ốc quần chị Liên kim đúng không? Chị Liên Kim lấy body này, body X3 này đúng không? Thì còn collagen X3 giảm giá tiếp xuống em lấy luôn. Đâu còn cái hộp này cho chị Liên Kim lấy rồi em, là em không có nha. Khách khác lấy rồi là em không có, em chốt sau là em không có. Em hỏi thôi chứ mà em chưa chốt. Nhưng mà khách chốt rồi là em hết phần luôn. Hết phần liền. Đó. Tại còn sót được có hũ chứ mấy, 95.000 này cho chị Liên Kim nè. Rồi mã 60 cho cô Kim Loan, ok. Body diamond là body kim cương á, ok nè. Body kim cương diamond nè, body kim cương diamond là chốt cho chị Liên Kim rồi nha. Còn này lấy chi nữa ta, trời đất ơi, bó tay. Cái này là cho cô Kim Loan nè, cho cô Kim Loan 60 nè. Đi nè, đi lại để lấy một hũ kem diamond này đi, bỏ vô cho bà Loan. Còn cái cài không, còn có 2 cài hả? Trời đất ơi, còn có 2 cái cài thôi nha. Mà cái cài này á, bây giờ mà ai chốt sau là không chốt cho Huỳnh Bích rồi. Nhưng mà Hoàng thích cái cài này, mấy chị biết sao không? Thích cái cài này lắm, nhưng mà bây giờ không biết nữa. Không biết là nó có về hàng nữa hay không thì Hoàng cũng không biết. Đó, cho mấy chị coi sơ qua cái cài này đang hot bây giờ. Rồi bỏ cho bà Loan đi con. Nó đang hot bây giờ, mấy chị biết làm sao không? Nó có cái này, nó có giống như là bé cài á. Xong rồi mình lấy cái cọng tóc nè, mình bỏ vô đây. Cái mình lấy cọng tóc mình bỏ vô đây. Cái chút nữa mấy chị biết sao? Là nó thành cái kiểu như lưới 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 gì đó. Giống như là tạo kiểu cho bé đi ăn đám cưới gì đó, hay lắm. Đó, nói chung á là nè, cái chỗ này nó có cái gấp đây nè. Chỗ này nó có cái gấp đây nè, nó hay lắm. Là thành ra là cái đường tóc mình nó có đường vân 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 cho mấy bé nhỏ gì đó. Cho Huỳnh Bích nè. Hả? Cái gì hả? Cái này là cho Huỳnh Bích nè. Để rồi để xem thử hàng có về thêm không mấy chị. Cái bây giờ là em bị hết hàng và còn có 2 cái cuối cùng mà không. Ok, cho Huỳnh Bích nè. Huỳnh Bích nè. Cái này là 20.000 một cái. Cái này mà con Trúc nó chạy quảng cáo bán 50.000 một cái. Hết trơn cái cài đó rồi mấy chị ơi. Đơn em đi chưa chị hả Ngọc Ngọc? Nhân viên chị báo đơn cho em. Báo đơn rồi á, là đi rồi mà chưa báo đơn chưa đi. Nhân viên báo đơn rồi đi rồi mà nhân viên chưa báo chưa đi. Cái đơn Ngọc Ngọc hình như tụi em chưa chốt đúng không? Dạ dạ. Chưa chốt thì chưa đi nha em ơi. Chưa chốt chưa đi. Rồi Hoàng còn một bộ kìm nè mấy chị nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 chi tiết còn một bộ kìm cuối cùng sale giá 35.000. Chốt lại cho Hoàng là mã 35. Còn đúng một bộ kìm duy nhất sale giá 35.000. Còn sót lại một bộ kìm duy nhất nha. Chốt Hoàng là mã 35. Chị nào lấy chốt Hoàng mã 35 đây. Nó sẽ gồm cái kìm bấm lớn nè, bấm tay lớn, bấm tay nhỏ, rồi nỉa, niết gì rồi lâm hết trơn á. Rồi ok nè, cho Mai Vi nè. Cho Mai Vi nè. Cái nào còn ít là Hoàng sale tụt giá cho mấy chị luôn, khô máu cho mấy chị luôn.
Ok nè, cho Mai Vi 35 ngàn nè. Thôi nhiêu em? 2 hả? Khi nào mà hàng cài về Hoàng sẽ báo lại mấy chị. Bây giờ thì Hoàng cũng không biết nữa. Hiện tại là ngày hôm qua con bé gì ta, nội con bé mà Thúy Hằng, nói chung là khách chốt gì mà 7 cái, 10 cái trong tin nhắn Hoàng bất ngờ luôn. Hoàng không thể tin được là mình về 100 cái cài bán trong vòng một xíu là hết luôn. Khách nào cũng mua 5-7 cái, Hoàng không biết sao. Cái hàng đó hình như mấy chị đã tìm hiểu và biết là cái cài nó đang hot hay sao á. Rồi bây giờ còn cái gì nữa không? Còn một bịch sữa béo đúng không? Còn một bịch sữa béo cho chị sale luôn cho khách. Dạ rồi con cảm ơn cô. Còn một bịch sữa béo, mấy chị cứ gì mà còn một cái là mình bán khô máu cho khách luôn, vui luôn. Rồi còn một bịch sữa béo mấy chị, giá bán của em Hoàng á là bao nhiêu ta? Mình bán tới 85 ngàn đúng không? Rồi giờ em sale cho mấy chị nè, 75 ngàn. Còn một bị sữa béo bán 75 ngàn chốt lên cho em. Hàng là không có để bán, mấy chị đừng có lo đát gì hết. Em bao cho mấy chị, mấy chị mình nhận hàng về mà đát cận thôi đúng không? Em tặng luôn cho mấy chị luôn, em trừ tiền lại luôn, không bao giờ deal luôn nha. Rồi lấy chốt lên cho em. Sữa béo, cài đó em mới mua 35 đó chị. Ủa vậy luôn hả, thấy chưa? Hàng chi chị Hoàng đăng lên một phát là khách lấy quá trời luôn, không hiểu. Ok nè, cho chị Bông Sư Nguyễn nè. Rồi 75 ngàn em còn đúng một bị sữa béo thôi là hết rồi. Rồi tiếp tục nè, để em coi còn chi em sale cho mấy chị nha. À, Hân cho chị một cái máy xay tỏi ớt đi Hân. Ri lấy cho bạn máy xay tỏi ớt đi Ri. Máy xay tỏi ớt nha mấy chị nha. Máy xay tỏi ớt nè, em sale cho mấy chị luôn. 35 ngàn. Máy xay, mấy cái này là máy xay tỏi ớt nhưng mà mấy chị kéo bằng tay, nó có lưỡi dao như vậy nè. Mấy chị nè, thay vì mình giả ớt giả tỏi đúng không thì mình giả 145 thôi. Áo khoác treo ở sau em xem. Ok đợi chị xíu nha em. Dạ rồi ok, để thối cho chị 10 ngàn đúng không? Cái này 35 chị đưa 200 á, nói chung cái tính á. Dạ đúng rồi, tặng đi em ha. Dạ đâu có, cái này kéo bằng tay vậy, cái này là kéo bằng tay, kéo bằng tay như vậy chị nè. Chị đậy lại xong rồi chị kéo bằng tay nó nè. Nè, kéo bằng tay như vậy nè mấy chị nè. Dạ đúng rồi. Rồi sale cho mấy chị là 35 ngàn chốt lên cho Hoàng nha. Chốt lên cho Hoàng là 35 ngàn mấy chị chốt lên. Em lấy cái giấy dán giá đó, em dán là em viết cái cây bút á cho nó nhanh hơn, chứ em hơi đâu em cắt băng keo cho nó lâu. Rồi mấy chị chốt lên cho Hoàng nha mấy chị nha. Rồi mang cái máy này lại giúp mẹ đi đi. Rồi mẹ chốt cho mấy cô nè, 35 ngàn sale cho mấy chị. Cái này mấy chị nó tiện lợi cái là mấy chị biết không? Ví dụ như nhà mình á, mà có tiệc, có tùng, đổ bánh xèo, bánh đồ mình cần tỏi ớt nhiều á, mình giả đó, thì nó có cái hay của giả. Nhưng mà cái máy xay này nó có cái hay là nó sắn ra nhìn tỏi và ớt rất là đẹp mắt, hiểu không? Chứ ví dụ như là Hoàng nói thiệt, mình đi nhà hàng đó, có bao giờ người ta giả tỏi ớt đâu mấy chị. Hay là mình đi ăn mấy cái quán ăn á, tỏi ớt là nó làm máy xay, là cái tỏi hình như nó sắn mịn mịn mấy chị để ý không? Ớt cũng rứa là nó dùng bằng máy này nó xay, hoặc là nó dùng máy xay sinh tố nó xay, chứ nó không thể nào mà nó làm như ở nhà mình là giả bằng cối cạch bạch bạch, thì cái cọng ớt nó đâu có còn hình ớt nữa đúng không? Mình chỉ nghe vị cay thôi, còn nó bị nát hình thù không có đẹp. Còn cái này nè, máy xay tay nha mấy chị nè. Nói chung là mấy chị mua cái này tiện lợi lắm, mấy chị bỏ ớt và tỏi mình xay cùng một lúc luôn đó. Ví dụ như mấy chị, em nói thiệt, ví dụ như giờ hôm nay mấy chị muốn là cá kho tỏi ớt đúng không? Cá nục kho tỏi ớt đi, hay cá ngừ kho tỏi ớt thì mình sẽ bỏ tỏi ớt vô mình quay đó, rồi bỏ tỏi ớt. Còn ví dụ như ngày mai mà thịt đó hả, mình sẽ là thịt kho hành ớt đi đúng không, thì mình sẽ bỏ hành với ớt vô mình kéo luôn đó. Mấy chị chốt lên cho Hoàng 35 ngàn nha, 35 ngàn rất là ok luôn. Rồi chị nào lấy báo Hoàng nha. Áo khoác bao nhiêu một cái về chị, loại nào cục cưng ở đằng sau, đến 2-3 loại luôn em ạ. 35 ngàn một cái máy xay nha. Áo khoác đen ở đằng sau. À, cho em xem hả? Ok, đợi chị một xíu, chị chốt xong này cho khách đã. Cái này là cho em 2 cây chị. Cho em 2 cây hả? Là hái nãy hả? Hoàng đang lái này là em mua này nha. Em mua mã khác. Hoàng đang bán nào là mấy chị mua cái mã đó đi, cái chừng nó lộn á. Ok, cho Mỹ Xuyên 2 cái nè. 35 ngàn nè, Mỹ Xuyên là 1 nè. Tiếp tục là cho Châu Minh Nguyệt là 2 nè. 35 ngàn nè, Châu Minh Nguyệt nè. Đợi Hoàng xíu nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt lên cho Hoàng. Cái này sale rồi, bỏ vô đi đi. Lấy hả? Một con. Ok, Bất Cần Đời nè. Bất Cần Đời nè, một nè. Máy xay tỏi ớt nè, 35 ngàn nè. Bất Cần Đời ok nè.
Châu, Minh Nguyệt, ok nè. Minh Minh khách mới cho Hoàng số điện thoại địa chỉ nha chị yêu ơi. Khách mới với chị yêu cho em thông tin số điện thoại địa chỉ, lên đơn 100 ngàn em mới có ship hàng đi nha mấy chị nha. Hai hộp kem đánh răng, ok nè, hai hộp kem đánh răng cho chị Bông Sương Nguyễn nè. Kem đánh răng là em không quảng cáo nữa, tại vì hết hàng rồi. Còn có mấy hộp à? Hai hộp 19 ngàn, một hộp hai hộp nè, hai hộp kem đánh răng nè. Rồi bất cần đời là có rồi nha, áo khoác đen là sale 29 ngàn, còn 3-4 cái gì đó chị đâu lái chốt nhanh lại còn. Áo khoác đen Adidas, trời ơi, mà cái này không phải vải nỉ đâu, mà cái này là vải cô tông luôn, xịn sò con bò luôn, trời ơi, sale có 29 ngàn. Phone này dưới 60kg nha chị nào, cao cao 62-64kg, hình bon chen xà beng được hết. Lái chốt lên giúp Hoàng nè, chị nào lái chốt lên giúp Hoàng nha, chị nào lái chốt lên cho Hoàng là khoác đen 29 ngàn, khoác đen 29 ngàn. Rồi chị nào lái chốt lên cho Hoàng. Ê, bây giờ mình bán cái gì nữa à? Không, mình còn máy set comfort á, đang voi sale luôn. Tại vì mấy chị không, Hoàng nghĩ chứ mùa này là có những cây mưa mà đang có bão đó, nếu như mà đồ mà không gặp máy xay thịt chứ hả chị, máy xay nói chung là hiện tại nhà em là đang có máy xay mini, nhưng mà mấy chị xay thịt thì không có ổn. Thực sự mấy chị mà muốn xay thịt ngon á là mấy chị phải mua cái cối xay bằng bằng inox á, em bán là tới mấy trăm ngàn, nhưng mà cái đài hàng đó em đang bị cháy. Tại vì mấy chị biết không, mấy chị mà thay thịt mà dạng ít á thì không sao, mấy chị mà xay nhiều quá thì thực sự cái máy cầm tay đó công suất nó chịu không nổi, công suất nó chịu không nổi đâu. Rồi ok nè, lại chốt lên cho Hoàng nè, lấy hai cái khoác đen ok cho Ngọc Vy nè, 29 ngàn nè, còn có mấy cái là hết trơn, 29 ngàn nè. Ngọc Vy nè, ok nè, cho Ngọc Vy 29 ngàn, Ngọc Vy nè 29 ngàn nha. Rồi lấy áo khoác đen nha chị. Ủa Ngọc Vy lấy một cái hả, lấy ra cho mẹ cái đây, mẹ bị liệu hay sao? À hai cái rồi, ok ok, hai cái ok ok. Chị Minh Trí Trần này, khách cũ nè, mấy chị yêu á nhớ mua lên đơn đủ giúp em nha. Minh Trí Trần nè, 29 ngàn nè, một cái khoác đen nè. Rồi ok cho chị Phương Thảo một khoác đen nè. Chị Phương Thảo là ghé lấy đúng không? Ok chị nè, ghé nè, 29 ngàn nè. Áo khoác đen này rất là ngon luôn á. Áo khoác màu cam, khoác đen cho chị Bông Sương Nguyễn. Áo khoác màu cam hả? Là bò hả chị? Hay là áo khoác nào? Áo khoác chống nắng hay là áo khoác bò? Cho Minh Nguyệt, ok nè, cho Bông Sư Nguyễn nè. Bông Sư Nguyễn 29 ngàn nè, khoác đen sắp hết trơn. Khoác đen, chị lấy em hai cái nè, ok ok ok, lấy rồi, lấy rồi. Cái này là gì đây? Khoác cam này hả? Khoác cam sữa bò hay khoác cam chống nắng? Chống nắng này mình cũng còn có mấy cái vậy thôi. 55 ngàn một cái, mình xem. 55 ngàn áo khoác chống nắng. Áo khoác này là áo khoác chống nắng nha mấy chị nha. Là có nghĩa là nó nè, lên tới trên đây luôn. Form này là từ 45kg cho đến là 65kg, mang vừa free size luôn. Màu tím nhạt nè. Rồi cái này là màu tím nè, màu hồng, màu cam nè. Sale 55 ngàn một cái, chị nào lấy báo em. Chị nào lấy báo em nha, 55 ngàn một cái, chốt liền lên cho em. Chị nào lấy comment lên cho em ha. Áo khoác chống nắng nha, sale 55 ngàn, quá rẻ luôn. Ok nè, cho Châu Minh Nguyệt nè. Ok cho Châu Minh Nguyệt, chị nào lấy báo em nha. Châu Minh Nguyệt 55 ngàn. Châu Minh Nguyệt nè, 55 ngàn. Chị nào lấy chốt lên cho em nha mấy chị nha. Màu cam này nè, cho Châu Minh Nguyệt nè ha. Rồi ok Phương Thảo ghé lấy, ok Phương Thảo ghé lấy, không biết rồi. Đi cho mẹ canh nước xuống đây. Khoác đen hả, ok cho bé Huệ ông. Khoác đen, khoác đen còn có cái cuối cùng đấy hả? Còn có cái cuối cùng, phú hồn má ơi luôn. Ok cho Huệ ông nè, khoác đen hoàn hết nha. À còn cái mỏng nữa nè, Huệ ông 29 ngàn, còn một cái làm mỏng nữa. Còn một cái làm mỏng nữa nè, 29 ngàn nè, trời quá rẻ luôn. Áo khoác chống nắng màu cam 55 ngàn, màu cam mình còn không thôi. Em hết màu cam mà chị còn có mấy cái thôi. Em còn màu xám, hai bộ xanh đùi, hai bộ xanh đùi vàng sau lưng. Bộ đùi đây, bộ đùi đâu? Bộ đều bộ xanh hả? Bộ xanh với bộ màu vàng. Từ từ đợi mẹ xíu. Alo. Ờ chị Hoàng đây, ai vậy? Ủa gì hả? Em nhắn tin qua đâu không được, Facebook Phạm Thị Lệ Hoàng á hả? Ủa gì hả? Tú, bé Tú nào Hoàng? À, chị có thấy mà Hoàng ôm hả?
chị hả? Giờ chị đang like, có gì xíu nữa xuống livestream quăng cái video qua chị Nhoi. Rồi rồi ok ok thôi. Rồi rồi rồi, rồi chị biết rồi nha. Thiệt chứ, buông mà nó vẫn thích chơi với chị. Rất là chính ra là chị là rất là dễ thương. Bởi vì anh thấy không, những người mà nó gặp chị rồi nó cứ tặng cho chị ăn với chị uống, nó thích chị cực kỳ. Mặc cớ làm sao khách hàng không thích mình? Khách hàng mà không thích mình á, chỉ có khách hàng gato với mình thôi, đúng không? Chứ còn lại những người mà dù họ có đi buông giống Hoàng luôn, họ vẫn thích chơi với Hoàng. Vì Hoàng chơi đẹp lắm mấy chị. Hoàng chơi rất là đẹp, rất là quân tử luôn, chưa bao giờ lợi dụng ai 1.000. Cũng nói chung là tính Hoàng là ăn là cho, buông là so. Nhưng mà sống rất là đẹp luôn. Hoàng tự nhận thấy mình. Có mấy nhân viên nhà Hoàng nó biết tính Hoàng mà, làm nhân viên Hoàng nó cũng sướng chết mồ luôn. Mai sau nó không bao giờ gặp được bà chủ giống Hoàng nữa. Tuy nhiên là hơi khó tính, hơi khó tính thiệt. Đúng rồi, phải khó tính, vì kiếm tiền phải khó tính cái răng. Nhưng mà cực kỳ biết điều. Rồi hai bộ cho chị Hoàng Huy nè, bộ màu vàng nè. Bộ Vy có thấy sướng không? Sướng, con muốn làm nhân viên. Mẹ ta, mẹ ăn cái gì? Nó muốn làm nhân viên như Hân luôn. Rồi ok, ta duyệt đi vô nhân viên luôn. Nhưng mà nhân viên này mới học lớp 2 là chưa biết tính tiền, cho nên là đúng cần mà. Phải học thêm. Ít nhất là phải lớp 12, biết cộng trừ nhân chia tính toán hết. Chứ bây giờ nhân viên gì bản chủ trương chưa thuộc, bố ơi ai dám cho tính tiền má. Má đi vô má làm toán giùm con. Má khi nào má được lớp 12 má đem cái bằng tốt nghiệp trung học về đây con mới cho má. Má nữ trời ơi này, hỏi này cho chị Hoài Huy nè, bao nhiêu tuổi rồi á? Chị thấy em không cho em cái khoác đen nè, có còn cái khoác đen duy nhất này cho bé Lan Thanh Trương đúng không? 29.000 cái khoác đen đó hơi bị đẹp luôn á. Vàng xanh vàng treo ở trên, dạ đúng rồi, cái màu xanh đó đó. À cái màu vàng kia là vàng lẫn giá khác á chị Lan Thanh Trương. Còn cái vàng đùi đó là em bán rẻ hơn, 29.000 này cho Lan Thanh Trương này. Vàng đùi á là em bán rẻ hơn một xíu. Còn cái đó là vàng lửng đó. Tưởng thấy hú hồn, có thấy mà từ từ đợi em xíu. Thiệt chứ. Nhây. Ok nè, cái này cho Lan Thanh Trương nè. Dạ. Thiệt chứ. Chán ghê gớm, có đứa con gái mà mệt. Cha nó thì đã than rồi. Ta, mỗi lần mà ba nó đi nhậu về á, thấy ba mẹ con nằm ngủ xả lai mấy chị, ba nó nói trời ơi sao vậy trời, một bầy vịt rời, cả đời tôi chỉ làm nuôi gái hay sao vậy trời. Là mày á chứ mày cười, mày tha cho tao được không? Bột thông cống còn hai bộ kế nhau hả? Bộ à, hai chị Hoàng Huy lấy cái bộ lửng với bộ đùi. Vậy là cái bộ màu đùi xanh là giá 23.000 chị, còn cái bộ lửng vàng này là giá 25 nha chị nha. Rồi em bỏ cái bộ vàng rồi chị, đây là bộ lửng này thì giá 25, bộ đùi á thì là giá 23 chị nha. Rồi màu xanh lửng á, màu xanh đùi thì 23, còn cái màu lửng vàng này thì 25. Rồi ok cho chị Hoàng Huy nè. Rồi mấy chị chờ em xíu, chờ em xíu. Khoác đen rồi cái chị rứa. Rồi một cái áo trong, lấy chị hai hộp kem đánh răng, lấy chị một cái áo trong, áo chống nắng màu tím ha. Rồi ok chị yêu Lê Thị Tư, khách mới cho em số điện thoại địa chỉ đi chị yêu ơi. Ủa chị yêu đó lấy cái màu chi nữa? À áo khoác màu tím hơn với hai tiết kem răng, ok cho chị Lê Thị Tư này. Mấy chị mua sao cũng được, nhưng đơn phải đủ 100.000 thì em mới chốt gửi được ha. Mà mấy chị đừng bơm nghe. Với lại mấy chị mà kiểu như là ở trong vùng mà tâm dịch, bão dịch rồi, mấy chị đừng có chốt hàng giùm mà em đi hàng xong em phải trô về em phụ là mang kem răng qua cho chị. Nè Ri, nhà mình đánh kem bằng loại nào Ri? Hiện tại đi. Đó với chị nha, nhà em là đang đánh kem Sensodyne này luôn á. Rồi không nói láo với chị luôn. Rồi đây là chị Lê Thị Tư nè, với lại chị lấy cái khoác tím nữa không? Cho em hai cây không? Cây gì em? Cây gì? Cây cài ha. Xuyên, em lấy cây cài cho bé Mỹ Xuyên chưa? Rồi bà ơi, bà khổ kinh bà la ôm sồm. Rồi nè, cái này cho chị Lê Thị Tư áo khoác nè, 55.000. Mấy chị khách mới cho em số điện thoại địa chỉ nha. Mấy chị khách mới là cho em số điện thoại địa chỉ. Rồi em ghi chú lại đi, hàng về chia, mà hàng không về thôi ai biết. Thiệt chứ. Lại nhà em là đang hiện tại là bây giờ không còn kem đánh răng nào đánh đang đánh Sensodyne luôn mấy chị.
cháy kinh khủng khiếp. Rồi chị Lê Thị Tư cho em số điện thoại địa chỉ nha. Kem đang xem Sodai đâu rồi, mất tiêu rồi đây. Đây mấy chị nè, kem đến đang xem Sodai là hạn dùng đến năm 2024 nha. Một áo khoác bò vàng, màu vàng đó, cái màu đó là màu hơi cam cam á em Nguyệt. Châu Minh Nguyệt, màu đó hơi cam cam á bé ơi. Châu Minh Nguyệt nè. Châu Minh Nguyệt nè. Châu Minh Nguyệt 59.000 áo bò đó, chị sale 59.000 mà áo bò đó nó hơi bị đẹp á. Đây. Trời ơi là trời, cho bà bé Châu Minh Nguyệt đi. Rồi kem đánh răng Sensodyne nè mấy chị nè, 19.000 một hộp. Mà cái thằng Sensodyne này nó bán hết, chỗ em nó chặn hết rồi chị ơi, góp chặn hết rồi mà bà còn mua đồ chị nữa là nó đô hàng về chị quánh bà đó. Cho chị Phương Thảo, em chị Phương Thảo hai hộp kem đánh răng ghi giúp chị. Bởi vậy thích mà đâu dám mua. Trời ơi, bà Ngọc Nhân là ở La Di là đang nhận chỉ thị 16, đừng mua. Ai mà mới có chỉ thị 15 là còn được mua. Ai chỉ thị 16 và ở trong nhà không đi ra đường đừng mua. Mua kinh. Trời ơi, bữa nữa rồi mua nó giảm. Nói chung là giảm nhiệt bớt rồi mua nha. Cái đơn của em mùa dịch hàng hiếm, chắc shipper lấy xài luôn rồi quá. Để đó chút nữa sợ. Chị Phương Thảo chị lấy 4 kem luôn em. Em ở được. Em mua được chị ơi. À vậy à, nói chung là bà mua được, bà mua bản hoàng về tôi quýnh bà. Rồi đây, rồi ok cho chị Phương Thảo là 4 tiếp kem răng, bột thông cống, giấy vệ sinh thì chị Hoàng bị hết rồi. Giấy vệ sinh chị Hoàng hết rồi. Ghi lại 4 em kìa. Rồi, cho Huệ Ông là 2 kem răng luôn. Huệ Ông là 2 kem răng. Chị chốt áo khoác mã xám em, áo khoác chống nắng mã xám là chị Bông Sư Nguyễn. Ok chị, đợi em xíu. Bông Sư Nguyễn nè. Ri yêu dấu như con gấu ơi. Ri lại đi lấy cái áo khoác màu xám kia cho cô kia đi. Rồi chút chiều mẹ sẽ trả công Ri là 1 ly trà sữa. Bông Sư Nguyễn 55.000. Áo khoác chống nắng màu xám đó. Đó, nhân viên mà sao không biết chỉ trơn mà làm nhân viên tiền. Nhân viên thì đúng là nhân viên thì. Rồi Hân ơi, Hân lấy cho Huệ Ông chưa? Rồi Hân lấy cho Huỳnh Anh Vũ. Huỳnh Anh Vũ, Lê Thị Tư đều 22 hết. Rồi cái bột thông cống đợi Hằng làm chương trình cho mấy chị. Đó, cái mùa này mấy chị phải có bột thông cống nha, nhất là mùa mưa tới gấp. Mùa mưa tới mà mấy chị biết sao, cái bột thông cống nói chung là mưa mà là bình thường là mấy chị biết là cái bồn vệ sinh bồn cầu là nó sẽ có một cái bồn, nó sẽ ra phân ở đó, xong rồi chút rồi nó sẽ phân hủy rồi nó trồi. Nói chung là mấy em không biết nói sao, nhưng mà nói chung lại là mùa mưa đó là cái độ phân hủy của nó sẽ kém hơn là mùa nắng. Mấy chị mà không có bột thông cống, nhất là ở nhà trọ hồi xưa em ở nhà trọ em sợ trời mưa lắm, nó cứ đi vệ sinh nó cứ trồi trục trồi em ớn chết mồ luôn mấy chị. Và bây giờ đã có cứu cánh rồi, đi ra lấy bột thông cống đi. Cái bột mà nhà mình hãy lâu đổ dưới nhà vệ sinh đó mấy già biết rồi, chưa không, lấy liền nha. Em thì vẫn có xài mấy chị, chứ lâu mình phải đổ bột thông cống cho nó thông chứ không đổ là nó chết bù nội luôn, em sợ lắm. Rồi nè mấy chị nè, đang bị giãn cách chỉ thị 16 hả? Dạ, giãn cách chỉ thị 16 không, nói chung là nơi nào nóng hổi thì dùng 16, còn nơi em thì hiện chỉ 15 thôi, mà em cũng nghe ná thở rồi, em sắp ná thở rồi. Làm mình dùng còn hết rồi đó. Rồi đây bỏ xuống đây. Rồi mấy chị nè, bột thông cống nha. Mấy bữa là em sale là 35.000 một hũ, ba hũ là 95.000, nhưng mà bây giờ em sale sốc luôn. Bây giờ em sale sóc 1 hũ 30.000, 3 hũ 85.000, lấy lên cho em. Sale này sale lỗ luôn. Loan Trúc 2 kem răng em, chị Lê Thị Tư 2 kem răng chưa? Chị Lê Thị Tư 2 kem răng rồi đúng không? Rồi Huỳnh Anh Vũ là có rồi đúng không? Rồi Loan Trúc 2 kem răng. Rồi em lấy cho bé Huệ Ông là 3 hũ bột thông cống mấy chị này. Bột thông cống không phải là thông cái bồn cầu không đâu, mà cái chỗ rửa chén á, lâu ngày á, nó giống như là nó bị dính rong dính reo á. Mấy chị đổ xuống đó nha, mấy chị đổ xuống là mấy chị đừng có xả nước xuống, bây giờ xả nước nó trôi hết cha nó còn đâu. Mấy chị ví dụ như cái bồn rửa chén mấy chị, thì mấy chị bỏ xuống dưới chỗ bồn rửa chén đúng không, mấy chị vặn ra cho nó rỉ xíu nước để cái bọt này nó có nước, nó mới sủi lên, xong rồi nó đánh tan mấy cái rong reo rồi đó. Xong rồi xíu nữa mấy chị vặn cái nước cái ào cỡ 10-15 phút nha, xong mấy chị vặn cái vòi nước cho nó chảy cái ào xong cái mất tiêu. Còn bồn cầu nhà mình á, mấy chị đổ vô 15-20 phút để cho nó phân hủy, tại vì cái lao bô thì lúc
nào nó không có nước rồi, nên mấy chị cứ đổ vô thôi. Nếu mình đừng không cần đổ nước nữa, xíu nữa nó sẽ sủi bột ha, rồi nó sẽ len lỏi đi xuống xuống dưới nha, cỡ tầm 15-20 phút gì đó cho cái này nó phân hủy ra, nó sủi bọt lên, xong mấy chị nhấn cái nút xả nước, một phát nó thông hết luôn, đó nó là như vậy đó, mấy chị. Rồi lấy chốt là cho em, Huỳnh Bính là một sữa tắm con dê hả, con dê hết rồi, like đúng không? Cái hàng đó hàng hiếm, lâu mới có một lần. Bây giờ là sữa tắm Pháp á, lấy sữa tắm Pháp mà xài, nó đang sale 45.000 á. Có đồ pyjama chị mặc không? Hồi trước có bán luôn á, bộ này hồi trước bán 55.000 mà trừ hết rồi. Ok. Mấy năm rồi giờ. Ok cho Huỳnh Bích này 30.000 một hũ này, hôm nay hàng sale thiệt. Đã nói là khô máu với thiên hạ luôn. Mà mùa mưa là nó hay bị nghẹt hồ cầu lắm á. Mưa là nó hay nghẹt thiệt. Mà lâu lâu cái này mấy chị hay quên đó. Mấy chị cực kỳ hay quên mua. Ok, bà Trần Khuyên nè. Cho bà Trần Khuyên 3 thun cống nè, 85.000. Bán 85.000 là lỗ te tua luôn. 85.000 là bà tính ra bao nhiêu hàng ngủ ta? 9 con mắt thân á. Tao quýnh cho bây giờ. Ok này, cho Nguyệt Lê ba hũ này, không cứ vớ vẩn không à. Cái làm đó hay chén lỗ thật máu phải rồi. Thì cái có hơn người hơn tính phụ, hơn tính lên bờ xuống ruộng à. 85.000 ok cho Nguyệt Lê nè. Ok, sữa tắm Pháp đợi chị một xíu. Cho bà Trần Khuyên là 3 rồi, cho Nguyệt Lê 3 luôn. Cho bé Trần thì Diễm Kiều là 1. Cái lớn cái bị này không, bữa sau không thành nó ra. Nó làm chi nhăn kinh nữa. Ok cho Trần thì Diễm Kiều nè. Chán không, chị đã xả lỗ rồi, không phải cho chị một xíu động lực cho chị cảm thấy là chị vui rồi. Ok chị Bông Sư Nguyễn này, chị Ngọc Vân, sao ta lấy mẹ này ta ghi đi. Ủa cái áo khoác xám mẹ nói ri đêm cho cái cô kia, sao ri không bỏ vô bị cho cô kia vậy? Mẹ có nói đâu. Ok Bông Sư Nguyễn, ủa mà mày có ghi tờ giấy thôi mà. À có rồi ha. Ok nè, chị Bông Sư Nguyễn nè, rồi chị Ngọc Vân nè, chị Ngọc Vân là chị ghé lấy hơn à. Ok nè, chị Ngọc Vân nè. Cho cây khế 3 hũ 85.000 nè. Coi chừng hết trang rồi, nữa rồi chốt cho cố vô hết rồi hay răng á. Sale mỹ phẩm đi chị, tí lên giảm cân nha. Phan Mỹ Hạnh 28 hả? Ủa bên em có chỉ thị không mua được hả chị? Bình thường mà, nói chung là không bị giăng dây là mua được, chị nói nữa thôi. Cái bà không bị giăng dây, bà cứ hốt cho chị, bà cào hết cho chị. Nó giỡn chứ khi mua mà bị giăng dây đừng có mua, hiểu không? Chưa giăng dây, nó giỡn mọi người. Nói thật với mấy chị là như này, thực ra là cái chỗ mà giăng dây bên Hoàng vẫn phát được, nhưng mà như thế này nè, mấy chị phải chịu khó đi ra ngay chỗ đồ trước á, cái chỗ ngay cái đầu chốt á, nó có cái chốt nó chặn đứng đó. Khi mình đi ra mình nói chứ anh ơi chú ơi cho con đi ra, con lấy hàng thực phẩm nhu cầu thiết yếu là bắt buộc người ta phải cho ra, nhưng mà mình không phải được ra khỏi khu vực bưu tá, nó sẽ lên đứng đó nó bỏ hàng xuống, cái xong rồi cái mình ra mình xin ra mình lấy hàng, xong mình trả tiền, xong mình giọt hẻm mình nói con mua sữa cho con uống chú à, mình ai không cho mình nói, em mua bông vệ sinh em xài mấy anh à là cho đi hết trơn, chứ bây giờ sao tào lao lấy em 3 bột thông cống 2 kem răng cho chị. Có 3 bột thông cống rồi, kem nó răng cũng lấy rồi, hộp dán vai gáy hả? Ok đợi hơn xíu. Ok chị Lê Thị Tư, chị cho em số điện thoại là 9. Ủa cho em số điện thoại rồi hả? Của chị á, lần 4 ống gửi về số nhà của chị, hai lần bốn ống gửi về số nhà 87. Hai lần bốn ống là chi kinh đó chị. Cái gì vậy đây, hai lần bốn ống là răng chị hè? Em chưa hiểu nơi thiệt, ý là em đọc cái comment đó em chưa hiểu, nói là em với. Ý là chị chốt 2 lần là 4 ống kem á hả? Hay là cái gì em cũng không biết luôn á. Nói chung là mấy chị chốt lại cho em với, em chưa hiểu gì hết trơn. Nhưng mà xem soda này bây giờ em còn ít lắm nè. Còn có mười mấy tiếp à. Hàng nó thiệt mấy chị là bây giờ không có để mà nhập, vì công nhân nghỉ hết rồi, là còn lại nhà phân phối. Mà mấy chị biết nhà phân phối là tự nó thộn giá lên giống như bia đó. Công ty thì đâu có lên giá, nhưng mà công ty thì nghỉ Tết không sản xuất bia, thì các nhà phân phối nó ôm bia Tết là mình uống, là bắt đầu bia nó tăng giá vù vù là nguyên nhân vậy. Còn bây giờ mấy chị biết ở Sài Gòn là bây giờ là dịch quá nóng hổi vỡ trận rồi, cho nên là toàn bộ các công ty nhà máy là phải đóng cửa hết, cái hàng hóa đâu có ai sản xuất ra đâu. Thế là bắt đầu nó thộn giá lên kinh lắm, mấy nhà phân phối nó thộn giá lên. Em là còn sót ở kho thì em bán cho mấy chị, mà đáng lẽ là em là phải là người thời cơ chứ, em bán em kiếm tiền, đằng này em lại còn xe cho mấy chị xài nữa. Nhưng mà hết lô này thì em cũng không biết là khi nào có luôn, không biết khi nào có đồ giá rẻ mà bán cho mấy chị luôn, chết người luôn. Hân ơi, lúc nãy em lấy cho bé Huệ Ông là 3 bột thông cống với 2 kem răng chưa?
có rồi nha Huệ Âm nha. Và dán vai gáy mang qua cho chị đi không? Chị Lê Thị Tư ơi, của chị là 2x4 ống hả? À chị chốt của chị là 2x kem đánh răng là 4 tiếp ha. Rồi ok chị, em biết rồi, em biết rồi. À rồi rồi ok ok chị Lê Thị Tư, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Đúng rồi, em thì bên em á, mấy chị cứ yên tâm, bây giờ mấy chị đặt hàng đó là chỉ là một cái khâu đầu tiên thôi, chứ không phải là xuống livestream là em ship hàng đâu, mấy chị cứ yên tâm. Khi xuống livestream thì nhân viên của em là sẽ làm bill hàng, tính tiền cụ thể cho mấy chị, chụp lại sản phẩm mấy chị mua, gửi qua Messenger, gửi qua tin nhắn cho mấy chị vô kiểm tra đúng đơn hàng của mình, ok đi hàng là bên em mới bắt đầu gửi. Hoặc mấy chị không biết chép tin nhắn, bên em sẽ alo cho mấy chị ha, alo cho mấy chị, mấy chị có thể mua thêm, hoặc mấy chị có thể là xả bớt một vài món mấy chị cảm thấy không thiết yếu. Tuy nhiên là em cho mấy chị xả tối đa là không quá 2 sản phẩm trên một đơn hàng ha. Mấy chị xả nhiều quá là em xả hết luôn cái đơn của mấy chị luôn. Ok chưa? Đó rất là quá hữu nghị, ok rồi chi nữa. Đúng chưa? Chứ còn mà mấy chị mà đó là em nói chung là em hơi bị dễ tính rồi đó. Đó. Rồi nha mấy chị, tại vì biết sao, ví dụ như giờ kem đánh răng mấy chị chốt nhiều quá, đến khi đó mấy chị cảm thấy là thôi mình chốt nhiều quá, bây giờ nó cũng eo hẹp thôi, mình xả bớt rồi để tiền mình mua cái thứ khác thì em cũng ok. Tuy nhiên là khó cho em là bây giờ khách mua thì không có, mấy chị được mua mấy chị lại xả, hiểu không? Nhưng mà em vẫn cho phép mấy chị làm điều đó, không quá 2 sản phẩm trên một đơn hàng giúp em nha. Đừng xả nhiều quá, xả nhiều quá là khổ chết luôn á. Xả 1-2 món. Rồi bây giờ em sẽ ghi lại kém răng nha. Kém răng. Rồi 19.000 này. Cái này nhà mình á. Ri à, Ri đem, Ri đem cái tiếp kém răng màu xanh kia là một cái tiếp kem đem qua nhà đi con, chứ không đi để ngoài đây hết kem răng á. Coi như là tôi chắc nhà mình ở giờ đó. Nhà mình là mà bán rồi, hồi nhà mình không có kem răng, ba mẹ chửi tao. Ok này cho cô Kim Loan này, với lại một hộp màu xanh kia nữa kìa. Ok cho cô Kim Loan là 2 kem răng này. Rồi cho chị Nguyễn Thanh Sang này. Không, cái kia kìa. Nguyễn Thanh Sang là 2 kem nó đang ok chị nè. Thôi ok con nhập gối, ok cho chị Duyên Đào. Ok này cho chị Duyên Đào, im lặng đi đi à. Mày bán hàng đi không biết cái gì đi lặng đi. Còn kẹo chuột cho chị một bị hả? Ok, một bị kẹo chuột cho chị Phan Mỹ Hạnh kẹo chuột nè. Một kẹo chuột ok nè, ok cho chị Phan Mỹ Hạnh một kẹo chuột nha. Rồi ok chị nè, 35.000 luôn. Ủa mà có còn không? Ok ok, rồi. Bây giờ chị nào lấy kem đánh răng nữa báo em. Quần trên sau lưng size bao nhiêu vậy chị? Nói chung là size nhỏ không em ạ? Nói chung là size nhỏ là chính ha. Quần sau lưng là size nhỏ là chính. Rồi chị nào lấy kem đánh răng Sensodyne nữa báo em. Cô Hoàng đang lên đơn á con, mà bây giờ có hay không thì còn phụ thuộc ở bên trong xưởng nữa chứ giờ cũng không biết luôn. Rồi kem đánh răng Sensodyne này mấy chị nè, 19.000 một tiếp kem răng. Rồi chị nào lấy chốt lần cuối nha là em hết rồi. Rồi giờ để em qua sản phẩm khác nha mấy chị nha. Cloud hả chị yêu? Dạ đợi đợi em xíu. Lúc nãy em bán thử mà mấy chị thích quá, cặp gối đâu có đâu. Chị Hoàng chưa có gối hình bích. Bữa chị Hoàng đặt gối nhưng mà bên xưởng nó lại về nhầm là gối ôm. Chị Hoàng nhập là gối cặp đúng không? Nhưng mà nó về lộn gối ôm, chị Hoàng trả rồi. Nói chung là 51kg hả? Chị không biết bình thường em mặc size nào. Nói chung là mọi người mua quần riêng là ai mặc size nào là cứ mua size đó thôi, chứ Hoàng không có tư vấn size nha. Không có tư vấn size, không thể biết được là 51kg là mặc size M hay size L hay size S gì hết. Tại vì quần riêng là tùy vào chiều cao, tùy vào cái mông của từng người nữa. Có người mông bự á, như con nhỏ em út của Hoàng là nó mặc á, nó 4 mấy kg, nó cũng mặc size 30 luôn á. Thành ra không biết được, tùy cái khung xương của mấy chị nữa nên Hoàng không có tư vấn được. Hơn cái sữa tắm Pháp mình còn không hơn? Sữa tắm Pháp 45.000 nè, hồi nãy ai xem đó, ai đòi xem đâu. Còn màu gì hơn? Còn 2 chai hả? Sữa tắm Pháp nè mấy chị nè. Đây nè em nè. Đó, cái chai màu vàng đó. Rồi sữa tắm Pháp nè mấy chị nè. Rồi sữa tắm Pháp nha. Lấy chị 5 kem răng 19 hả? Ok chị Hồng Dương, em ghi chú đại rồi chứ em cũng không biết luôn. 85 em, sale 85 là tuột quần luôn rồi đó. Ok cho chị Hồng Dương nè. Cho chị Hồng Dương 5 kem răng 19.000. Rồi ok chị nè. Rồi chị đi ra chỗ góc kia đi coi thử còn cái chai sữa tắm Pháp này không. Sữa tắm Pháp này là thể tích là 750ml nha mấy chị nha. 750ml nha. Cái này là cái con nhỏ kén bán cửa hàng ở Hồ Chí Minh á. Nó là sát cái chỗ của em nhập hàng luôn á, xong nó nói là chị ơi bây giờ chỗ em mà đóng cửa hết á nên em xả luôn, chị có lấy giùm em. Thế con nhỏ nhập hàng nó chạy qua nó hỏi chứ cái con nhỏ kia nó hỏi gì chị có lấy giùm nó được không, mà em lấy luôn. Thể tích rất là bự luôn, 750ml luôn chứ không phải nhỏ nha. Còn cái này còn rồi đó không hả? Ủa hết rồi, còn có chai cuối cùng đấy hả? À còn 2 chai, chị nào lấy báo em. Thôi nhiêu em? 330.000.
331 ngàn hả? Rồi mấy chị chấm bài lên cho em, mấy chị ơi, mấy chị chấm bài lên giúp em nha. Kéo hả? Đồ ok, đợi Hoàng xíu, đưa cho mẹ cái kéo nhật đi đây. Kéo nhật á. Rồi chị nào lấy nữa chốt cho Hoài là cái này là sữa tắm Pháp nha. Sữa tắm Pháp. Glossup em bị hết hàng rồi chị. Glossup em không có, Glossup em không có. Ok cho Mỹ Xuyên nè. Kéo này sale 37 ngàn luôn, kéo nhật giờ sale 37 ngàn luôn. Ok cho Mỹ Xuyên nè, 37 ngàn nè. Em sale hết, chị nào lấy báo em. 37 ngàn, kéo nhật 37 ngàn. Mời mấy chị để ý nè, hàng kéo nhật của mình là lúc nào nó cũng có chữ SK5 và Made in Japan nha. Hàng này là hàng chuẩn nè mấy chị. Cái kéo nhật này nè, nó còn có thêm một loại F nữa, F2 á. Em nói thiệt mấy chị là nó không phải là hàng chính chủ đâu. Nó cái cán này nó là mỏng hơn mình nè. Cái tay cầm này nó cũng mỏng hơn mình luôn. Và đặc biệt nó không có dòng chữ này đâu. Nó cũng y như vậy á. Mấy chị mua mấy chị không biết đâu. Này là nhà mình là hàng chính tông luôn á. Mà em sale 37 ngàn lấy chốt lên cho em. Sữa tắm này mấy chị nè. Cái này là sữa tắm Pháp nha. Rồi em sale 45 ngàn. Còn hai chai chị mua lấy chốt luôn cho em nè. Quá đỉnh luôn. 750ml mà sale giá này quá bèo luôn. Chị nào lấy comment lên cho em nha. Rồi nè, em soạn cái này giúp chị kem đánh răng đi, coi chừng nó bị thiếu á. Ủa còn cái tờ giấy gì chị đưa ra em soạn chưa? Sữa tắm Pháp ok nè, cho Lan Thanh Trương một chai nè. Cho bé Lan Thanh Trương một chai. Cái hàng này người ta đang đăng bán á, mọi người cứ vô kiểm tra đi. 75, 80 ngàn không à, chứ không có ai bán 45. Thứ cái con này nó khổ quá mà. Cho mẹ kéo nhật đi đây. Chiều mấy giờ live vậy cô Hoàng? Cô Hoàng cũng không biết luôn con. Nói chung là ai biết. Giờ đang buổi sáng mà con hỏi cô Hoàng tới buổi chiều luôn. Cô Hoàng muốn xỉu luôn. Chưa biết luôn. Rồi nè, Lan Thanh Trương nè. Một cái kéo nha. Một cái kéo là cho chị Băng Tâm nè. Một cái kéo cho chị Băng Tâm 37 ngàn nè. Mấy chị kéo nhật này lúc đầu em bán tới 55 ngàn một cây. Chị nào còn nhớ không? Giờ em xe giá 37 này là em mới thiệt á. Xe em bị lỗ hết 1 ngàn một cây. Em bị lỗ 1 ngàn đồng một cây này. Em thề mấy chị, em bán giá 39 là tính ra là lời 1 ngàn, nhưng lại huề vốn là vì em nhập vô là 38 ngàn, nhưng em về là tiền xe nữa, tiền vận chuyển á đó, mà bây giờ em sale 37 là em bị lỗ luôn. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng nha. Ủa chị Băng Tâm, ủa mấy chị chờ hơn xíu. Rồi sữa tắm Pháp, rồi kéo nhật nè, rồi một cái kéo là cho bé Tiên ghé ha. Ok nè, bé Tiên nè ghé nè, 37 ngàn nha. Rồi ok, kéo nhật 37 ngàn cho bé Tiên nè. Định Quốc nè, Định Quốc là một sữa tắm Pháp ha. Ok cho chị Định Quốc này, 45 ngàn là hết luôn. Còn có chai cuối cùng cho chị luôn là hết luôn rồi đó. Các chị nhớ mua hàng uy tín giúp em nha. Mùa dịch là em sale không à. Mấy chị không nhận hàng á là em coi như là em lỗ nhiều thứ lắm. Bán hàng lỗ, lỗ tiền nhân viên, lỗ tiền băng keo, dán dí các kiểu và lỗ tiền ship hai dòng luôn. Mấy chị nha, mấy chị không lấy, mấy chị thương. Mấy chị xuống livestream mấy chị nói đại một cái lý do, chị ơi, em kẹt tiền quá chị sợ em xả cái đơn đó thôi, coi như là phước cũng được mấy chị. Chứ mấy chị đừng để hàng đi là bưu tá nó khổ và cả em cũng rất là tốn kém luôn á mấy chị nha. Rồi sữa tắm Pháp hết mất tiêu rồi. Một kéo cho chị Hoàng Khang. Mình mua 160 đó Hoàng, gì ghê vậy. Một cái kéo cho Hoàng Khang đi ơi. Một kéo cho Hoàng Khang. Lấy em bộ lửng vàng phía sau đi chị. Ok, một bộ lửng vàng đó 25 ngàn á. Ok nè, cho bé Tiên nè. Một cái bộ lửng vàng đó mình hết rồi hơn. Còn có bộ đó hả? Ok cho bé Tiên nè, 25 ngàn nè. Em phải xuống cho khách đi em. Một cái kéo cho Hoàng Khang nè. Một kéo cho Hoàng Khang 37 ngàn nè. Chị nào lấy kéo báo em là kéo nha. Chị nào lấy kéo nhật đó em, kéo nhật sale 37 ngàn. Rồi, bỏ xuống đó đi, bỏ xuống đó. Có một cái này chai. Cái đó là lấy cái bộ đồ trên kia. Trời ơi, chị báo rồi, chắc chắn là hôm nay nó sẽ phát cho em. Rồi, Hoàng còn một hộp nước giặt cuối cùng này. Còn một đúng một hộp hả? Chị nào chưa bao giờ gọi đơn hàng như gọi hồ mà nó không chịu về, ok, chị báo liền. Chị báo liền cho em luôn nè. Chị bảo liền cho em luôn, em nói tới chị tức quá, chị alo cho cái thằng bưu cục trưởng cho chị luôn. À, tao ơi, cái đơn hàng của chị khách hàng tên Băng Tâm á, chị mong hàng quá trời luôn mà bưu tá thì đớp lên app là khách đi vắng nhà rồi hẹn lại nhưng mà không có, khách muốn nhận hàng cực kỳ luôn. Em hỗ trợ cái đơn hàng này giúp chị với nha. Cái
đơn hàng 115 ngàn của chị Văn Tâm á. Hôm qua em đã cho chị đó, chị đó ở nhà, nó đợi cửa ở nhà cho con nó chơi game. Em điện cho chị đó là giờ gặp gặp bé con nhà đó, chị đó chơi. Chị đó bé nó kêu là đợi chị nữa mẹ con gọi lại cho chú. Mà giờ đó giờ chiều tối quá chứ chị đó không có gọi lại cho em luôn. Chị đó có gọi lại cho em canh đó, canh 10 giờ sáng nay nè. À vậy hả? Dạ chứ phải là không có giao, không có chứ chị nghe là shop, chị nghe là cách để tương tác. Nói chung á là khổ, chị thì cũng mong khách nhận hàng, chị thì thích có tiền, biết bưu tá phát được hàng, bưu tá cũng có tiền, nhưng mà giờ khách thối quá. Thôi em ráng phát lại cho khách giúp chị nha. Rồi chị cảm ơn chị nha, cảm ơn em nha. Gọi cho bưu cục trưởng chủ mình mà nó kết nối cho gặp bưu tá luôn á, thấy ghê không? Kết nối cho gặp bưu tá luôn đó. Trời ơi má ơi, cái điện thoại tôi cái gì vậy trời. Rồi cái hộp nước giặt này. Ok để đi chị đi lấy. Em lấy cái bộ đồ đó cho bé Tiên nha. Hộp nước giặt này sale 25 ngàn luôn. Còn có hộp cuối cùng mà sale cho bà Kim Phụng. Nước giặt này là bao thơm. Ok cho bà Kim Phụng này. Nó nói là em biết đó. Bật loa luôn á. Nhưng mà chắc là hôm nay nó sẽ phát cho em. Kim Phụng này 25 ngàn. Kim Phụng 25 ngàn này. Nói chung là bưu tá nó phải phát được hàng thì nó mới có tiền. Đó là quy định của nó, là chị Mỹ Hạnh chị lấy kẹo chuột của em à. Ok, rồi xong nha. Rồi bây giờ bán cái chi nữa. Hộp nước giặt còn có hộp à ông ơi. Còn có hộp à. Nói chung là cái nào mà còn một cái là bán lỗ. Bán lỗ chi mà lỗ luôn. Lỗ hết sức lỗ. À không, còn mấy cái con bọ cái kìa. Đem ra cho chị. Con bọ đó mới hay á, 15 ngàn con bọ. Vì nhà mình á, nhà Hoàng là dùng cái con bọ đó để kem đánh răng với lại bàn chải đánh răng rất là ok con, với chị. Con, tại vì cái đồ đánh răng cũ của mẹ nó cao quá. Cái này nè mấy chị nè. Rồi, xe cho mấy chị là 15 ngàn con bọ, còn 3 con thôi. Đứa thì cho đi một con đi, đem vô nhà liền đi. Còn con kia đưa đây mẹ xe cho hết. Không, nhà có một con rồi. À vậy hả? Rồi ai lấy chốt? Bộ bé trai hả? Bộ bé trai là bây giờ là thua, đồ bộ bé là hết sạch trơn. Đây nè con bọ này, mấy chị dán lên tường nha. Mấy chị bỏ kem đánh răng với đồ tùm lum qua đây. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng qua đây nè. Nè, nó ở đây nó có miếng hít, mấy chị hít vô một phát 15 ngàn luôn. Xe cho mấy chị 15 ngàn luôn nha. Con bọ này ok, chị bông xương quỷ nè. Chị bông sư Nguyễn nè, 15 ngàn. Chị nào lấy nữa báo em nha. Ok, chị Hoàng Huy nè. Hoàng Huy 15 ngàn nè. Rồi chị nào lấy nữa báo em. Con bọ em còn con hai con gì đó nữa. Đi cho mẹ đi đi. Lấy hết xuống đây chứ tại sao lấy lần có một hai con vậy con mất công. Ok nè. Cho chị Băng Tâm một con nè. Ủa lộn sorry. Cho chị Ngọc Vân, em đọc lộn nha mấy chị nha. Ok cho chị Ngọc Vân một con 15 ngàn nè. Chị Bông Sư Nguyễn, chị Hoàng Huy, chị Ngọc Vân rồi ok em. Còn một con cuối cùng nữa chị nào lấy báo em. Còn một con cuối cùng nữa chị nào lấy báo em nha. Nước giặt 25 hết trơn, tại có hộp nước giặt với máy. Con bọ khác màu hả em, chỉ có một con cuối cùng thôi chị. Bây giờ còn không có màu gì khác hết luôn. Cái máy xay mini á, không mang tới cho chị. Con pho này em còn là 5-6 set gì đó. Nó thơm lắm. Màu trắng là thơm nhất trong tất cả các màu. Kỳ lạ vậy đó. Để dành lại cho mình set chứ bây giờ không có hàng. Sale cho mấy chị nè, 55 ngàn một set, 3 túi. Em nói là màu trắng là màu thơm nhất trong tất cả các mùi. Đặc biệt là nó có thể xả được đồ em bé luôn. Rồi chốt lại cho em mấy chị, 55 ngàn một set. Màu trắng là màu thơm nhất trong tất cả các mùi cơm pho Thái. Nhưng mà nó nói chung là màu trắng ấy có hàng lắm. Ok, một con bò cho chị Duyên Đào này. Ok này, con bò cho chị Duyên Đào này, 15 ngàn. Rồi chị nào lấy hết luôn rồi, Tuyết Nhiên ơi hết rồi. Thà khách chốt là em hết luôn. Rồi chị nào lấy cơm pho chốt Hoàng cơm pho. Hoàng có thể bán lẻ cho mấy chị luôn. Một bị 20 ngàn, một set 3 bị là 55 ngàn. Và đặc biệt mùa này là mùa mưa và có bão tới mấy chị thấy không? Đồ mà không xả là mấy chị nó hôi lắm. Nó hôi và nó nồng lên cái mùi ẩm mốc của đồ rất là khó chịu luôn. Và em nói thật với chị nào xả màu trắng là mấy chị phải khẳng định với em. Màu trắng là thơm hơn màu xanh, thơm hơn màu đen. Nói chung là thơm hơn màu hồng, thơm hơn màu tím. Nói chung là thơm hơn tất cả các màu luôn. Con nhỏ em chồng Hoàng là nó chuyên xài màu trắng. Hàng về lúc nào nó cũng hỏi màu trắng biết. Mà màu trắng hiếm có hàng lắm, em nói thiệt. Ok nè, cho chị Duyên Đào này. Mà cái này cũng chỉ có mấy bị thôi nha. 55 ngàn nè, cho chị Duyên Đào này. 55 ngàn nè. Rồi đưa đây cho mẹ đây. Ok cho chị Bông Sư Nguyễn nè. Bông Sư Nguyễn nè, 55 ngàn. Để nhà mình xài mà.
thì nhà mình thì mình lấy bị ngoài kia, cái này mẹ đang chốt cho khách. Nhà mình thì mình lấy một bị ngoài kia mình để lại. Rồi đây chị nào lấy báo em, một set này là 3 bị nha, một bị là 580 ml. Ba bị này hả, 6 lần 3 18 là 1.070 ml á, 1.740 luôn á. Rồi lấy cho mẹ một set nữa cho chị Lê Thị Tư. Rồi chị nào lấy cơm kho là báo em. Em bao với chị là thơm, rất là thơm luôn, nếu như không thơm trả tiền lại. Ok chưa? Rồi lấy báo em. Ủa cái bị mic của ai nữa không? Khách chốt rồi hả? Ủa gì hả? Rồi đem vô cho mẹ nhanh lên chị Lê Thị Tư nè. Ok nè, chị Lê Thị Tư nè, một set nè. Cho chị Lê Thị Tư một set cơm pho 55.000 nè. Rồi chị Huỳnh Oanh Vũ một set nè. Kem đánh răng ông già cũng hết luôn chị. Huỳnh Oanh Vũ mày bây giờ kem đánh răng sen soda cũng hết luôn. Nói chung là ở kho còn cái chi là em bán khô máu cái nấy luôn rồi mấy chị, hết luôn. Rồi chị nào lấy nữa báo em set cơm pho nha. Cơm pho là chuẩn bị nó hết luôn á. Nó hết luôn. 55.000, 55.000 một set 3 bị nè mấy chị nè. Ok nè, cho chị Nguyên Trang này, khách mới cho em số điện thoại địa chỉ chị yêu ơi. Nguyên Trang khách mới cho em số điện thoại địa chỉ đi chị yêu ơi. Hân ơi, mấy cái khách á mà nhà mình mà có đơn nè mà khách không biết mình livestream á, Hân chia sẻ cho khách vô khách lựa cho đủ đơn. Để em đó đi em, cái công pha chứ quên lộn, cái đứa nhà mình còn không có xài đó Hân à. Cái nhà chị giờ chị đánh răng bằng sen soda không á, để chị đem vô nhà chứ. Trời chứ khôi ú đánh hả, hao chết được. Ok chị Ngọc Vân nè. Ok chị Ngọc Vân cơm pho này. Còn khẩu trang bé không hả? Khẩu trang bé còn không hả? Khẩu trang ok cho chị Ngọc Vân 55.000 này. Mà cái cơm pho này còn không? Còn mấy bị? Dạ còn à, còn 2 bị. Còn 2 bị cơm pho nữa, chị nào lấy báo em. Đứt hàng vĩnh viễn luôn. Khẩu trang bé này mấy chị nè. Cái nhà cho nhà mình 1 bị, còn 1 bị à. Nó còn 1 bị, chị nào lấy báo em. Còn 1 bị thôi. Rồi cái này là khẩu trang em bé nha, hàng cực xịn mà bây giờ nhập lên giá lắm. Bây giờ em nhập vô là 35.000 nha. Nhưng mà cái này lô trước nè em vẫn xe cho mấy chị 35 luôn. Em nhập lô trước là 32.000. Tiền xe về tới đây mà 1.000 một cái nữa mà em bán 35 em lời 2.000 một hộp khẩu trang em thề. Nhưng mà bây giờ nè, em lên đơn lại giá 35.000 một hộp, em hết dám nhập luôn. Bây giờ còn mấy hộp thì em bán mấy hộp, mà bán hết là không có hàng nữa nha mấy chị nha. Chứ bây giờ hàng đâu có. Bây giờ cái hàng này gọi là hàng hiếm ở trong trỏng mà mình nhập mắc lắm, bán không bao giờ nổi. Chị nào lấy chỗ em là khẩu trang bé 35.000 một hộp là 50 cái ha. Khẩu trang bé một hộp 50 cái màu xanh giúp em. Đây, hàng tem đồ nó dán bài bản hết, công ty rõ ràng hết. Chị nào mua chốt lại nha. Khẩu trang 3D ha. Khẩu trang 3D còn không? Màu hồng hay màu xanh ha? 5D, cái hàng đó là 5D luôn. Hàng đó là 5D. Chị nào lấy khẩu trang bé 35 chốt lên cho Hoàng là khẩu trang bé 35 nha. Còn 2 màu luôn. Rồi xả kho luôn, khẩu trang này là 5D nha. Hàng 5D nè, số 5 nè. Khẩu trang 5D một hộp là 10 cái khẩu trang. Dâu tay nó xả cái đó. Ừ thì do tay nó nhỏ nó phải xài cái này, đúng rồi. Xe cho mấy chị 35.000 hai hộp. Xem dầu gội dưỡng tóc hả? Dầu gội dưỡng tóc là loại nào đâu nhà em, bây giờ không biết loại nào luôn á, em đang bấn loạn luôn. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp em nè mấy chị nè. Khẩu trang 5D nha, màu hồng với màu xanh. Mấy chị muốn lấy màu hồng thì lấy màu hồng, lấy xanh lấy xanh. Nói chung là mấy chị mua một hộp là 20.000, mà mấy chị mua hai hộp em xả luôn cho mấy chị giá 35.000. Em xả luôn nha. Em xả cho mấy chị là mua 2 hộp giá 35.000, một hộp giá 20.000. Mấy chị thích màu hồng thì lấy màu hồng, thích màu xanh thì lấy màu xanh. Aribo lấy cái mẹ cái hộp cơm pho của dâu tây ra đây chứ, mất công mày khui của mấy cô này ra. Ý là con bé dao tay nhẹ, con bé chút ép á, đi chích người chích đồ á, thì em xài khẩu trang đó cho dao tay ở trong nhà để sơ riêng vốn lấy cho mấy chị xem. Chứ cái hộp này mới nguyên em cứ khui ra khui vô mất công, nhiễm khuẩn của mấy chị ha. Rồi nha mấy chị nha, đợi em xíu nha. Nga Ngô ớt quên xanh nha chị hả? Rồi ok, hơn chốt đơn đi hơn. Lan ớt bên lục, Lan Thanh Trương là 2 hộp xanh, Nga Ngô 2 hộp xanh, Phương Thảo 2 hộp xanh. Rồi ok, mấy chị lấy xanh không ạ? Nói chung là bé trai thì xài màu xanh, mà như dao tay nhà em, bé gái thì em xài màu hồng nè mấy chị nè. Đó, của dao tay nè. Để trong nhà chứ em không có để ngoài đây. Đó, dao tay nè, của nhà em nè mấy chị nè, không xài luôn. Đó, seri thì xài hộp kia, đây. Đây nè, đó, đây. Cái màu hồng nhẹ nhẹ như vậy nè. Rồi chị nào lấy chốt lên cho em. Có giảm cân, có giảm cân nha. Cái chừng em chốt bị lộn á. Nga Ngô, Lan Thanh Trương với lại Phương Thảo. Rồi đây, lấy cho chị giảm cân đi, đưa sơ rí em lại cho chị. Giảm cân idol với giảm cân rau củ quả đít đờ tóc á. Rồi, chị nào lấy báo Hoàng liền nha, màu hồng với màu xanh. Nói chung mấy chị mà, màu hồng này màu hồng nhẹ như vậy thôi. Bé gái xài rất là dễ thương luôn. Hoàng xài cho dao tay màu này nè.
rồi xài cho dao tay màu này mấy chị, rất là ok luôn. Chị đòi lại báo Hoài nha, báo Hoài. Rồi nhà Hoài thì hiện tại bây giờ là chỉ còn hai loại giảm cân này thôi, nhưng mà hai loại này là cực kỳ giảm cân, sẽ có hai hình thức giảm cân tùy theo mấy chị nha, để từ từ Hoàng tư vấn nha, để Hoàng tư vấn cho cách dùng. Thứ nhất là giảm cân cà phê Idol, Slim Idol này nè, là mình sẽ uống vào buổi sáng trước khi ăn sáng 30 phút. Cái mục đích của cái giảm cân này nè là nó sẽ kích thích ức chế mình không cảm thấy đói, hơi khô miệng và khát nước, và nó sẽ phân giải, nó sẽ phân giải lượng mỡ theo đường nước tiểu nha. Đây nè, đường nước tiểu đây nè, đó, đây là cái này nè, cái này là Slim Idol nha. Còn cái này là detox rau củ, là mấy chị sẽ uống vào sau bữa ăn, sau bữa ăn nha, thì nó sẽ giảm cân bằng cách đó là nó sẽ đào thải ra ngoài. Mấy chị uống vào buổi tối, tối mấy chị sẽ đi vệ sinh, đi tiêu nha, đi tiêu chứ không phải đi tiểu, sẽ từ dao động từ 2 lần đến 3 lần. Mấy chị uống vào buổi trưa sau khi ăn, buổi chiều mấy chị sẽ đi tiêu, dao động từ 2 lần đến 3 lần tùy theo cơ địa của mỗi người. Cái này là nó gọi là detox rau củ quả giảm cân. Cái này Hoàng sale 155.000 là 60 viên trong đây. Còn cái này á, là cái thằng này á, thì mấy chị chỉ có 30 viên thôi, và mình sẽ uống vào trước bữa ăn, 135.000. Mấy chị muốn chốt mã nào thì chốt ha. Mấy chị muốn chốt tiền đi, chốt 155.000 là Hoàng biết loại này, chốt 135.000 là Hoàng biết loại này. Mấy chị lấy chốt lên cho Hoàng. Hai thằng đều có độ giảm cân cực mạnh luôn. Khách hàng của Hoàng từng uống loại này một gói thôi giảm tới 4-5kg luôn. Chị Hoa Hồng đó, không biết giờ chị có xem livestream hay không, Hoàng nói thẳng tên ra luôn á. Còn và rất nhiều khách hàng đã uống cái này và giảm cân cực kỳ. Hoàng nói chung là mấy chị nè, chị nào mà cảm thấy mình đi tiêu á, nói chung là mấy chị phải hiểu nè, mình đi làm việc mà ban ngày nó đi tiêu mình rất là khó chịu đúng không, thì mấy chị sẽ dùng cái giảm cân này. Nhưng mà ví dụ như bồn buổi tối á, mà mấy chị đi tiêu nhiều mấy chị cũng mệt, ok hơn, tùy mấy chị ha. À, có 15 viên em, sorry chị, 15 viên chính em quên 15 viên đúng rồi, em nhầm, cái này 60 viên, cái này 15 viên, quên, em sorry mấy chị. Còn một loại nữa là 30 viên là cái loại kia, mà loại kia em hết rồi, cái gì ba chiếc gì đó, em sorry mấy chị. Nga ngô 2 hộp nữa là 4 hộp, ok ok. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nè. Có xem chị, ủa đó, đó, chị Hoa Hồng đó, với chị đang comment đó là đang. Mới đầu là chị Hoa Hồng ngày xưa là uống cái loại này, nhưng mà loại này Hoàng nói nè, nó không có làm mình đi tiêu, nhưng nó sẽ làm cho mình là kiểu như là cái tim của mình nó hơi đập nhanh hơn một xíu, môi mình hơi khô hơn một xíu, và luôn luôn khát nước. Và mấy chị nhớ là uống nước nhiều vô, uống nước nhiều vô một xíu, uống nước nhiều vô để cho nó đào thải đường, giải phóng lượng mỡ trong cơ thể có bằng cách đường nước tiểu. Với chị uống xíu ha, siêu sạch luôn, chà một phát cho sạch xuất sắc. Cái mùi nó hơi nồng đúng không bà Kim Phụng, cái mùi chai nước vệ sinh Thái ok nhà mình là cái mùi nó hơi nồng, nhưng nó diệt khuẩn và sạch cực kỳ, nhưng mùi nó hơi nồng. Nhà hàng đang xài không biết, khi mấy chị đổ ra cái mấy chị nghe cái mùi nó hơi nồng, nhưng mà nó diệt khuẩn nên cái mùi nó vậy thôi chứ không sao hết. Mấy chị chà toilet đồ cực kỳ sạch, 35.000 mà không biết có còn không, phải cá chút nữa ra thêm còn chai mô khách chửi. Rồi mấy chị muốn lấy loại mô thì lấy, tùy ý mấy chị hen. Ví dụ như chị Hoàng Huy là chị xài loại này nè, đó, chị Hoàng Huy là chị đang xài loại này, mà chị Kim, chị Hoa Hồng chị chỉ xài loại này. Hiện tại khách trên livestream biết vậy thôi, còn ngoài ra là khách lấy lần năm hũ này quá trời luôn. Bé Hân á, nó chốt là nó biết đó. Đây, rồi chị nào lấy chốt Hoàng. Ok, loại 155.000, ok cho Trần Thị Diễm Kiều nữa, ok em. Trần Thị Diễm Kiều. Nói chung là bây giờ Hoàng đang cho con bú á, nên là Hoàng cũng chưa có Hoàng chưa có dùng ha. Ít bữa bé giao tay lớn xíu Hoàng dùng. Hai loại này là Hoàng đều có dùng qua hết rồi á. Hồi trước mà Hoàng chưa mang bầu là Hoàng có dùng qua đó, mà bây giờ đợi giao tay lớn xíu, bỏ bú xíu, Hoàng sẽ bắt đầu dùng lại ha. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nha. Đơn em đi chưa chị hả? Chưa đi thì bé nhân viên nó dồn ha, mà chị cũng không biết đi chưa hay chưa đi nữa, tại sáng giờ chị ở lần sau á, lên livestream một phát chứ chưa có coi hàng hóa thử đi, chưa đi luôn. Rồi cái này là máy xay mini này, còn 4-5 cái, sale 119.000 một cái. Chị nào lấy thì chốt nha. Loại rau củ tôi cũng đang xài nè, giảm tốt. Nói chung là rau củ thì nó là thuộc dạng như là nó đi tiêu á, cho nên nó cũng sẽ giảm nhanh hơn. Còn kia thì nó ức chế làm mình ăn không có thấy ngon miệng, không thấy đói. Mẹ ơi, nấu cơm cho con ăn. Không, đi vô nội đi. Mẹ nấu cơm thì mẹ nấu rất là trễ luôn. Đây nè mấy chị nè, cái này á, là nó sẽ xay bằng tay. Và mấy chị, cái này là nó sẽ xay bằng tay nha. Và đặc biệt là mấy chị biết sao không, nó sạc là giống như cái đầu sạc điện thoại vậy đó. Mấy chị cắm vô cái đầu sạc điện thoại mấy chị sạc. Đây nè, cực mạnh luôn, xay thịt được. Cái này gần hết pin nè. Cái này là xay thịt được,
xay thịt được, xay rau củ quả được, nhưng mà thịt chứ mấy chị xay ít thôi, chứ tại vì cái này á, nó sử dụng là bằng kiểu như giống như pin nhá, nó và pin nhá, sạc điện vô xong xài chứ không phải cắm trực tiếp vào điện 224 220V đâu, cho nên là nó cũng không thực sự là quá mạnh. Mấy chị xài thịt thì nó sẽ không bền. Cái này mấy chị có thể là xay sinh tố này, rồi xay, nói chung là xay cái gì mà có hơi nước nước một xíu á, cho nó xay cho em một bếp tóc rau củ nha. Ok, hồng nhung lê đờ tóc rau củ, ok cho hồng nhung lê này. Rồi chị nào lấy máy xay mini báo em máy xay mini, cái này đang hot trên TikTok ghê lắm thiệt luôn á. Ok cho hồng nhung lê nè, hồng nhung lê 155.000. Còn cái kia thấy chưa, cái do hơi đỏ. Rồi đem bánh mông to giúp chị đi. Buổi tối uống đề tóc sáng dậy bụng xẹp lép thấy rõ luôn đó chị. Đúng rồi, tại vì là buổi tối mình uống là mình đi tiêu mà. Mình đi tiêu đến sáng mai dậy cái bụng mình xẹp lép như con tép là đúng rồi, xẹp lép như con tép luôn. Rồi bánh mông to nha mấy chị nha, bánh mông to. Rồi cái bánh này là thôi chứ đỉnh cao của đỉnh, đỉnh cao đây. Rồi hoàn xe cho mấy chị trên livestream thôi nha. Giá 19.000 một cái. Giá 19.000 một cái bánh mông to nha, chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng. Cho chị mượn cái kéo không. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng bánh mông to nha, hàng mới về đáp rất là mới. Cái bánh bông lan cực, nói chung là mấy chị biết không, cái thời kỳ đầu á thằng mua cái bánh này này 25.000 một cái bánh luôn. Nhưng mà nói chung là cái chất bông lan của nó rất là mịn và nó rất là ngon luôn, ngon cực kỳ, ngon lắm luôn á. Cái này nè, Hoàng lúc trước mà Hoàng nó mới ra đó trời. Hoàng mua cái này là mấy chị biết giá nhiêu không? Hoàng mua cái này là giá 25.000 cái bánh này luôn. Mà bây giờ hả, đây mà nó hai khối bánh rất là bự luôn nha, chứ không có nhỏ nha. Thật sự mà cái này mà người nào mà không thèm ngọt là phải hai người mới ăn hết được cái bánh đó. Rồi chị nào lấy chốt lên cho Hoàng là bánh mông to nha, xe cho mấy chị là 19.000 một cái. Này cho Hân nửa cái, chị nửa cái này. Bánh này là cực kỳ ngon, cái bông lan của nó cực kỳ mịn luôn. Hoàng là chúa thích ăn đồ mấy cái dạng như vậy nè, không thích ăn cái dạng bông lan mà bông lan mềm nè, chứ không phải là bông lan thô nha. Nói chung là rất là ngon, chị nào lấy chốt Hoàng 19.000 một cái. Bánh mông to, cái này là bánh mông to. Nói chung là bánh mít Đài Loan á, Hoàng chỉ thích nhất cái bánh này thôi, với là cái bánh rút gấu kia thôi, chứ còn mấy cái, nói chung là Hoàng thích cái dạng bông lan thôi. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nha, bánh mông to 19.000 một cái. Bán một cái là lời chỉ có 500 đồng thôi đó. Hơn rồi cái bánh rút gấu không. Buổi trưa rồi đã bụng rồi. Bánh rút gấu thì Hoàng sẽ bán theo là theo cái 5.500 một cái. Nhưng mà cái này á, cái này mà sorry nhà Hoàng cực kỳ thích. Nói chung là nó là cũng là bông lan mềm, nhưng mà ở trên nó phủ đầy, nó phủ đầy trà bông luôn. Nó phủ đầy trà bông luôn. Cái này nè, cái phần này bông lan mềm nè. Cái này là chị nào lấy 10 cái xe cho mấy chị 55.000 luôn. Chị nào lấy 10 cái sale 55.000. Lấy chốt lên cho Hoàng 10 cái 55.000. Lấy lẻ một cái thôi, kìa cha nó đi. Mấy chị muốn lấy nhiều lấy, nói chung là 5.500 một cái đây. Bánh này là bông lan mà phần trên này là rút á, nó kêu rút nhưng mà thật ra là trà bông luôn, dày luôn. 5 cái bánh mông to cho bé dán tiên ha. Rồi cho chị mấy cái hũ khô mít đi ha, cũng sắp hết rồi đó. Cực kỳ ngon, Hoàng thích cái bánh này đó. Đây, cái hũ này nè, khô gà, khô heo, mực hấp nước dừa, 55.000 một hũ. Chị nào lấy báo Hoàng, khô gà lá chanh, khô heo cháy tỏi, mực hấp nước dừa xé sợi, sale cho mấy chị luôn. 10 bánh gấu đó cho dán tiên. Cái đó khách mua trong tin nhắn quá trời luôn, khách mua trong tin nhắn quá trời. Tại vì nhiều khách đã sử dụng rồi, biết giá thành hết rồi, bán rẻ và ngon khách mua thôi. Chị nào lấy chốt lên cho Hoàng nha. Mấy chị chốt cho Hoàng là khô mít đi. Mít có nghĩa là nó phối á, phối ba loại đi. Mấy chị chốt cho Hoàng là khô 55.000 nha. Khô gà lá chanh này, khô heo cháy tỏi này, mực hấp nước dừa xé sợi này. Trời ơi lon bét nha. Ngon bá cháy bọ chét luôn. 55.000 một hũ. Trời ơi, cái này hả, lúc mà gần Tết nó bán tới 75.000 mà giờ sale có 55.000. Chị nào lấy chốt lên với Hoàng. 55.000 cho chị nó lấy chốt Hoàng. Cái này không bán không phát không á. Rồi. Ghi là chứng đủ nè không nè. Không được thiếu á. Thùng đó 10 cái á. Thùng 30 cái á. Ok nè, cho chị bông xương Nguyễn nè.
em thích ăn đồ ngọt nên là cái bánh bông lan đó là thật sự á, hợp với em ghê gớm. Bông sư Nguyễn này 55.000 này một khẩu khô này. Ok cho chị hoa hồng này. Ok cho chị hoa hồng nè 55.000. Bánh gấu 55.000 10 cái. Nhưng mà phải lên đơn 100.000 mới ship được nha. Chứ lên đơn ít quá là ra ship, ship kiểu chi. Cái nó sắp hết chưa rửa. Ok cho Út Quyên nè. Út Quyên khô mít nè. Trời ơi 3 loại 55.000 là quá rẻ luôn á. Ok cho Nga Ngô nè. Chị là lấy báo hoàng chứ hết hàng. Không biết khi mua có mà ăn. Nga Ngô nè 55.000 một khô nha mấy chị nha, 55.000 ba loại này mấy chị thấy không, khô gà lá chanh, khô heo cháy tỏi, khô mực, có nghĩa là cùng lúc mấy chị mua nhưng mấy chị sẽ thưởng thức được ba loại luôn. Hàng này chỉ có mùa Tết nó mới có thôi mà không hiểu sao giờ bên xưởng nó có, nó có mà nó cũng chia ra cho sỉ mỗi người một ít chứ không cho mình ôm bán đâu, tại vì bây giờ hoàn thích khô heo khô gà tùm lum hết nhưng mà chả nhập được cái chi hết, vì là bây giờ không nhập được cái chi hết. Hằng ơi, cái táo á hình như còn hai bị táo không may cho chị. Rồi chị nào lấy chốt cho Hoàng, chị ở bệnh viện huyện Hàm Thuận Bắc á. Bánh gấu hả? Dạ ok chị. Nói chung là mấy chị em bán đầy đủ. Mấy chị thích mua cái chi mấy chị mua, mấy chị ghé lấy giúp em nha. Chứ bên này thì không có nhân viên ship được. Ok chị hoa hồng 3 bông lan nè. Hoa hồng nè, chị ghi 3 x 19 là em biết nha. 19.000 là cái bánh mông to đó, mông bông lan đó là mông to thôi em lụm đây. Ok 10 bánh gấu 3 bánh mông to. Ok ok chị. Chị băng tâm 10 mông to nè. Ủa có lộn, 10 gấu nè, 10 gấu 3 bánh mông to. Em nói thiệt, tuy là bán ra livestream thôi nhưng mà nó cực kỳ rẻ đó mấy chị. Rồi ok nè, cho chị hoa hồng 10 gấu nè. 10 gấu nè, 10 gấu 55.000. Bánh gấu thì 55.000 10 cái em. Chiều cái lấy giờ rồi ok. 10 mông to nè. Ok cho chị hoa hồng rồi. Ủa, chị bông sư Nguyễn là mông to mà chị lấy 10 cái luôn hả? Ok chị bông sư Nguyễn nè. 10 cái mông to nè, 19.000. Mông to là 19.000 nha. Mông to là nó bự lắm. Bánh gấu ok, Hồng Quyên Đặng Ghé đúng không? Hồng Quyên Đặng Ghé. Trời ơi, thôi em ngưng chốt cái này cái đã. 10 gấu nè, 10 gấu 55.000 nè. Cái gấu đó mấy chị biết không? Cái chà bông đó đó. Cái chà bông đó nó làm là rất là xịn luôn. Rồi thôi bây giờ em không la bán cái đó nữa, em bán cái đó. Còn hai bị táo đỏ hả không? Đúng rồi. Mấy chị cái này là táo đỏ Hàn Quốc nhưng cái loại này là hàng xá. Hàng xá nha. Một bị như vậy là nửa ký sale mấy chị 40.000 thôi. Sale cho mấy chị 40.000 còn có hai bị nha, chị nào chậm là hết. Hôm qua là cái chị hoa giấy rồi chị lấy mấy, nói chung là mấy chị chốt cũng tin nhắn quá trời luôn. Em tham ăn quá đó, em nhai mà em không nuốt luôn, cái bỏ tham ăn. Táo đỏ mấy chị. Cái này là bị này là nửa ký 40.000. Ăn vào mông có to không em? Nói chung là ăn vô có thể là mông sẽ to, vì chị biết sao, đồ đó đồ ngọt mà. Mình ăn nhiều quá là mông nó sẽ to mấy chị. Ăn nhiều là mông sẽ to. Vì mình béo lên là mông nó bự liền à. Táo đỏ, cái này cũng táo đỏ Hàn Quốc nhưng mà nó là lạ, loại hàng xá mấy chị, bị này nhiều lắm. Rồi cái bị căng nứt luôn. Mà cái bị này nửa ký nè. Nửa ký 40.000 cho em chốt lên nha mấy chị yêu. Nửa ký 40.000 chốt lên cho em mấy chị yêu ơi. Thiệt sự đó, em phục vụ mấy chị mà gọi là tụt quần luôn mà táo đỏ này ngon lắm. Hơn ơi, cái bịch táo đỏ lửa dở của nhà mình đâu đem cho chị. Cái bịch táo đỏ lửa dở của em là để em lẫm nha. Để em lẫm nha. Rồi nè, ba cái bánh bông lan cho Hồng Nhung Lê, ok. Hồng Nhung Lê. Ba cái 19 là ba cái mông to đó, bông lan là mông to. Rồi ok. Cái bị táo đỏ lỡ dở của em nè. Cái này ăn không thì không ngon lắm. Ăn không thì nói chung là cũng tạm tạm thôi. Nhưng mà rất là ngọt. Mấy chị nấu á, nó sẽ rất là ngon. Mấy chị nấu cái này nè, nấu với xương á, xương heo á, ăn với bún á, củ cải nè, cái này ngon. Nửa ký, bị nửa ký em nè, bị nửa ký em ăn hụt cũng còn đây, tại em hay ăn. Em thèm á, em hay ăn táo đỏ Hàn Quốc nha, ngọt liệt ngọt già luôn. Bị là nửa ký, 40.000. Nhiều lắm. Nhưng mà ăn không vẫn được, vẫn ngọt, vẫn ngon. Nè, mà cái hụt chút xíu à.
cái hột chút xíu mà mấy chị. Ai thích lấy thì báo em. Rồi xong. Em mệt quá. Mông to mà nó không đựng được, em đừng nhận đó nha. Nó mốt mông to đó. Mông to là cứ để cho nó to theo cách tự nhiên của nó. Ok, ba bánh gấu cho bà Hoa Lê nè. Hoa Lê ba gấu nè. Bây giờ em mới bắt đầu chốt cáo đỏ mấy chị. Hoa Lê nè. Ok nè, cho Hoa Lê nè, ba gấu nè, nhân cho 5.500 nè. Bánh gấu em bán 5.500 mà em hay bán theo chục lắm. Thôi em ăn cái táo nữa đi. Rồi bây giờ em sẽ chốt táo đỏ Hàn Quốc nha. Táo đỏ Hàn Quốc dạng bị xá, bị có nửa ký à, dễ mua lắm mấy chị. Gấu táo đỏ là Hồng Quyên Đặng nè. Hồng Quyên Đặng nè. Một táo đỏ nè, Hồng Quyên Đặng nè. Ok cho cô Kim Loan nè. Hồng Quyên Đặng chắc chiều chị đã ghé lấy nha. Tại vì bây giờ sắp hết giờ rồi á. Cái nhân viên nghỉ trưa đó, nhân viên nghỉ trưa đó, cho nên là chiều chị đã ghé lấy nha chị yêu nha. Ok nè. Kim Phụng nè, cô Kim Loan là một nè. Cô Kim Loan là một, Hồng Quyên Đặng một, cô Kim Loan một, Kim Phụng hai. Lê Huynh là một nè. Lê Huynh một nè, một táo đỏ nè. Lê Huynh nè. Cô Loan có táo đỏ rồi nè, ba bánh gấu rồi nè, táo đỏ có rồi nè. Táo đỏ cho cây khế nè. Táo đỏ cho cây khế ok nè. Ba bánh mông to nè, cho Huỳnh Anh Vũ nè. Huỳnh Anh Vũ có ba bánh mông to chưa? Chưa. Huỳnh Anh Vũ nè. Huỳnh Anh Vũ ba bánh mông to, 3 x 19. Em bán còn rẻ hơn mấy chị. Nói chung là bán siêu rẻ đó. Vì táo cho Lê Thị Mai Kiều nè. Lê Thị Mai Kiều hàng em chưa gói em dồn nha. Bé Hồng Nhung cũng vậy. Hàng ai chưa gói là bé nhân viên Hoàng đã sẽ dồn cho mấy chị nhớ nha. Mấy chị nhớ. Ăn táo ngủ rất là ngon. Và táo rất là tốt luôn á. Ba bánh 19 cho Huệ Ông nè. 19 x 3 nè. Mười bánh gấu cho Nguyệt Lê nè. Nguyệt Lê mười gấu nè. Một thùng giá sao hả? Cách ly xã hội nhận được không chị? Cách ly xã hội ai biết. Thêm 4 gấu ok cho bà Hoa Lê. Bà Hoa Lê thêm 4 gấu nha em. 5 giờ em ghé chị. Em biết nhà chị. Bé em học ở mầm non hoa hồng rồi. Ok biết nhà chị, cứ ghé bình thường thôi. Nhà chị là em cứ ghé cửa trước á, nó mở nhỏ nhỏ thôi nhưng mà vẫn mở bình thường á. Tại vì chị bán online nên là cửa mở nhỏ thôi, chứ bây giờ đang giãn cách xã hội mà đâu có mở bành ra được. Bánh gì em mới xem, có bánh mông to với bánh gấu không à, với khô không à, mấy cái này cần thiết mà mấy chị mua dùng liền. Sỉ và lẻ nè, một táo nè. Nó ghi mở ngoặc ra táo không sáu tùm lum. Rồi, táo rồi cho Lê Thị Mai Kiều rồi, cái bánh mông to nè. Bánh mông to, bánh rút gấu, bánh gấu, bánh rút gì đó ai biết. Thôi. Bán tùm lum tà la rồi, thôi. Qua mẫu đó mấy chị, qua mẫu đi. Hàng mùa dịch nó có ship tỉnh được không? Ship bình thường cho em. Mấy chị, à không, Hân còn cái lạp xưởng tôm trứng muối á, mang qua cho chị xe cho khách. Hân có tin không, lạp xưởng bây giờ tăng giá khủng khiếp luôn. Lấy một thùng bao nhiêu chị, đợi chị xíu. Bây giờ chị quên tra giá rồi. Đợi xíu rồi chị xuống live stream á chị ao lại giá xong chị đăng bài cho mọi người ok chưa? Tại vì có nhiều chị muốn mua thùng lắm. Mà bây giờ quên cho rồi. Thêm 2 gấu nữa, bà lấy cho 10 gấu đi, bà cứ thêm 2 gấu, 3 gấu, 5 gấu, bà lấy mẹ 10 gấu. Đó, đường nào cũng mua cho con chó nó ăn cho nó mau lớn. Lạp xưởng tôm trứng muối mấy chị, một bị như vậy nè. Trời ơi, có trứng muối ở trong đây ăn nó béo béo ngậy ngậy, nói chung là ngon lắm. Mà có trứng muối nó làm cái cây lạp xưởng nó tươi hơn mấy chị. Mấy chị ăn cái lạp xưởng tôm mấy chị thấy không? Là cái cây lạp xưởng tôm nó màu đỏ đậm không, đúng không? Cái lạp xưởng mà tôm mà có trứng muối nè, nó màu đỏ tươi rất là đẹp mắt luôn. Em chỉ còn mấy bị thôi. Và bán xong cái này là cháy hàng. Và sau đó em sẽ phục vụ cho mấy chị là lạp xưởng tươi cây lại nha. Nó ngon lắm. Nhưng mà lạp xưởng tươi thì em bảo quản tủ đông, em không có xích lên đây cho mấy chị coi được. Và em chỉ có thể là chốt cho mấy chị khách ghé thôi ha. Chứ còn mà mấy chị mà khách gửi thì đồ nữa là đồ lạnh, mà đồ nó đồ tươi á, đâu có gửi được nha. Giá vệ sinh bị hết luôn rồi. Em ơi ghi chú lại đi em, là trắng răng cho chị Duyên Đào. Còn không thì em viết luôn đây, em ghi tên ra đây, khỏi ghi nữa đi. Lấy tẩy trắng răng luôn cho nó khỏi sót. Ok nè, cho chị Duyên Đào nè, tẩy trắng răng nè. 39 ngàn, tẩy trắng răng 39 ngàn cho chị Duyên Đào nè.
Cô muốn mua hàng của Hoàng mà không mua được hết, dịch cô mua nha. À dạ con cảm ơn cô. Rồi giấy vệ sinh là chị hết rồi bé Giáng Tiên ơi, giấy vệ sinh hết liền. Giấy vệ sinh hết liền. Ok cho chị Hoàng Khang nè. Em bao giá là hiện tại giá em là rẻ nhất luôn á. Ok nè, cho chị Hoàng Khang nè, hai bị nè. Em nói thiệt chứ quá rẻ luôn, còn có mấy bị à. Ok ok Hoàng Khang nha. Đây á, là lạp xưởng khô. Mấy chị có thể bảo quản ở nhiệt độ bình thường. Nhưng mà trứng muối nè, mấy chị nhiều chị á, nói chứ trời có trứng muối ăn có ngon không Hoàng. Em nói thiệt mấy chị chứ nó quá ngon chứ ngon gì nữa. Trời ơi nó có thêm cái vị trứng muối vô. Không phải là làm hết cái cây lạp xưởng này trứng muối gấp. Trứng muối nó mắc tiền ở đâu có. Người ta mấy chị nhìn kỹ nè, nó thỉnh thoảng nó thêm ở một cái cây lạp xưởng có một gốc nhỏ là có trứng muối thôi. Nó tạo thêm cái vị ngon cho cái cây lạp xưởng. Chứ trứng muối ở đâu mà nó bỏ hết cái cây mà mấy chị sợ. Nó không bao giờ bỏ hết cái cây, mấy chị cứ yên tâm đi, và cực kỳ ngon. Em chỉ còn mấy bị thôi, chị nào lấy thì chốt. Sau này hết cái lô này em hết lạp xưởng nha, là hiện tại em còn lạp xưởng tươi. Chị nào mà ở gần em á, mấy chị có thể ghé em mua lạp xưởng tươi ăn. Nhưng mà trước khi ghé thì mấy chị phải nhắn tin trước cho em là đặt cái hàng đó có không để ghé. Nhiều khi mấy chị ghé mấy chị mua đột xuất các em không có hàng á thì là mất công mấy chị đi. Mấy chị hiểu không? Ví dụ như mình muốn mua gì cũng được, mấy chị nói là Hoàng ơi em còn cái đó không? Ví dụ như em báo còn thì mấy chị nói tí trưa chị ghé nha, hay tí chiều chị ghé, hay mai chị ghé gì đó. Còn mấy chị mà ghé đột xuất thì nhiều khi em hết hàng mấy chị mất công tới thôi chứ em cũng chẳng mất gì. Có thể đang giãn cách xã hội thì mấy chị cứ nhắn trước, em soạn đồ mấy chị ghé tới mấy chị lấy thôi. Hàng em là có mới bán, không có không bán. Em có bán hàng order đó mấy chị sợ ha. Rồi còn cái lạp xưởng tươi á mấy chị, nó rất là ngon luôn, tại vì nó làm từ thịt đó, ngon ngon lắm. Nói chung là rất là ngon mà em cất tủ lạnh rồi nha, không có lấy ra coi được. Rồi nha, rồi chị nào lấy chốt em là lạp xưởng tôm trứng muối nha, 75.000 một bị nửa ký. Giấy vệ sinh hết luôn rồi. Có dầu gội đầu gì nơi em hả? Dầu gội đầu nhà em nhiều loại lắm, mà bây giờ may xâm si qua cho chị đi em. Xâm si em xe cho mấy chị 65. Xâm siêu thái em xem mấy chị 65.000 một chai. Rồi em tham ăn quá. Em béo cũng bởi vì tham ăn. Rồi mấy chị chốt lên cho em. Chốt lên cho em nha. Mấy chị chốt lên cho em là dầu gội xâm siêu em xả cho mấy chị là giá 65.000 một chai. Có màu hồng, màu cam, màu vàng. Có 3 màu. Ủa băng vệ sinh còn không chị hả? Ủa còn hả? Băng vệ sinh chứ không phải giấy vệ sinh hả? Băng vệ sinh hả? Rồi mang ra băng vệ sinh quay. Rồi mấy chị chốt lại cho Hoàng nè. Dầu gội xâm siêu hàng Thái Lan, đát là bao xa luôn, 2023 nha. Đát là 28 tháng 8 năm 2023. Rồi mấy chị nào lấy chốt Hoàng là dầu gội nha. Thôi mấy chị chốt màu cho đi em mệt quá. Mấy chị chốt cho Hoàng là hồng cam vàng. Hồng cam vàng sale giá là 65.000, băng vệ sinh nó sale 99.000 còn mấy bị á. Rồi chị nào lấy chốt là cho Hoàng là băng vệ sinh nha, băng vệ sinh Thái Lan còn mấy bị nữa là hết luôn mấy chị nè, 99.000 một sắp. Như vậy là 12 bị ngày tặng một bị đem, 12 bị ngày tặng một bị đem. Chốt là cho em Nguyễn Thanh Sang một cò gội hồng này. Ok cho Nguyễn Thanh Sang này, em ghi đi em, cho là ghi theo cái comment cho đúng thôi để chị ghi cho, nhiều khi ghi sai chốt tùm lum hết. Nguyễn Thanh Sang ok nè, gội hồng này 65.000 này, em xả kho luôn nha. Chị nào lấy thì chốt lên cho em. Chị nào lấy chốt lên cho em là dầu gội kèm màu vô mấy chị yêu nha. Chị nào lấy băng vệ sinh thì chốt cho em. Thật chu cha bà Đỗ Phương kia bà ghi mà có sữa tắm gì không em, mà ghi tắt không à. Mà hên là tôi cũng dịch được, tôi hơi thông minh đấy nha. Chị ơi sữa tắm bây giờ ông tùm lum hết đây cũng không biết luôn. Ok nè, bông sư Nguyễn nè mấy chị ơi. Bây giờ mà mấy chị hỏi rứa em khó like lắm. Em có đăng bài hết, cái nào mà mới về em đăng bài hết. Mấy chị yêu mà muốn mua gì mấy chị yêu cứ tham khảo qua bài đăng của em, mình kéo kéo lên cái sản phẩm nào mình cần mình sẽ dừng lại, mình đọc một xíu nha mấy chị nha. Hay mấy chị ha. Cái sản phẩm nào mấy chị cần á mình dừng lại mình đọc một xíu để cho mình biết cái công dụng giá bán này kia khác nọ mấy chị. Em nói thật sự mấy chị, giá cả của em là cực tốt rồi. Em ghét nhất mấy chị có giống em không? Em ghét nhất là người ta đăng quá trời luôn, quảng cáo rất là ngọt liệm luôn, muốn mua vào inbox để biết giá. Em nói thiệt, tại sao phải inbox? Tại sao phải nhắn tin giá cả của nhà em mình đó mấy chị? Em công khai toàn bộ hết cho mấy chị luôn. Em chưa bao giờ là em nói là giá vào inbox. Giá là em công khai, tại vì mình đã tự tin là giá mình tốt rồi thì mình cứ thế mình bán thôi, chứ em chẳng bao giờ em kêu mấy chị vào inbox để biết giá. Cho nên mấy chị cứ nhìn kỹ cái bài đăng á, em thường cái giá là em tô cái màu đậm hơn xíu cho mấy chị biết. Tuy nhiên là trên livestream để có cái độ tương tác thì đôi khi em bán rẻ hơn một xíu so với các chị. Ví dụ như là
clear này nè. Ốc quay lộn như xâm siêu em sell 65 thì trên bài đăng cũng 65 luôn chứ em không có giấu. Như là cái giấy, cái băng vệ sinh này nè, em sell 99.000 thì cho dù là ở đâu em cũng bán vậy luôn. Còn ví dụ như có những cái sản phẩm bây giờ, ví dụ như khẩu trang bé đi, có thể là trên livestream em sẽ bán rẻ hơn xíu là 35.000 hai hộp, còn ở dưới thì nó cao hơn 1-2.000 thôi chứ nó không cao hơn nhiều. Ok, chị Bông Sư Nguyễn là màu vàng nè. Rồi bây giờ nha, băng vệ sinh nó là kim cương 2 bị ok, dán xi 1 bị ok, cây khế 1 bị ok. Rồi kim cương là thêm 4 bị trứng muối hả? Còn đủ không em? Còn đủ trứng muối không? 4 bị lạp xưởng trứng muối. Mà không biết có còn đủ không, nghe hơi xui nha. 4 bị lạp xưởng trứng muối chắc hết luôn rồi quá trời ơi. Cái hàng này bây giờ nó lên giá người ta bán hả? 180.000 một ký. Một ký lạp xưởng trứng muối này người ta bán á. Hỏi phải không bà xem, người ta đăng bài. Tại vì bây giờ á, hàng nào người ta trữ lại là người ta thời cơ người ta kiếm tiền mà. Em nói thiệt chứ không ai bán giống hoàng hết trơn. Băng vệ thì bỏ vô bị rồi ghi đi em. Rồi băng vệ sinh mấy chị chốt lên cho Hoàng là 99.000. Chị nào lấy comment cho Hoàng là băng vệ sinh 99.000 nha. Đây 4, nói chung là Hoàng nói thật, chị nào mà đã xài băng vệ sinh ngon bữa em mua mà chị giao có bị hả? Xót xà phòng me không bán cho với xà phòng me hết trơn. Xà phòng me thì từ đó giờ Hoàng có bán xà phòng me đâu, mà xà phòng me là do nó có đồng quà tặng hoặc tặng khách thôi. Mấy chị nào á, lạp xưởng tươi bao nhiêu chị? Lạp xưởng tươi là 1 kg là 145.000. Huynh mua thử nửa ký mà ăn cũng 75.000 bằng cái lạp xưởng này nếu như mua nửa ký. Còn mua 1 kg là 145.000 mà má ơi nó ngon lắm. Nó rất là ngon lê Huynh. Viên lên mấy chị, cái lạp xưởng tươi mấy chị ăn mấy chị không hề biết đó là lạp xưởng. Mấy chị luộc sơ lên để cho nó chín cái cây lạp xưởng nha. Sau rồi bắt đầu á, hoặc là mấy chị có nhiều chị là rim cái lạp xưởng tươi nó với nước dừa. Rim cho nó chín xong rồi nó keo keo lại xong mấy chị làm rất là ngon. Còn có nhiều chị thì sẽ luộc sơ qua cho nó chín xong đó là mình lăn trên dầu. Rồi nó không khác chi là, nói chung là lạp xưởng tươi không khác gì là miếng thịt hết trơn, thiệt luôn. Còn cái lạp xưởng khô thì nó có mùi đặc trưng của lạp xưởng mấy chị hen. Nhưng mà lạp xưởng nào nói chung lại là mùa dịch này có lạp xưởng ăn là đã là hạnh phúc lắm rồi. Hoàng nói thiệt mà giá rẻ càng không có. Rồi ok, một bị lạp xưởng cho hoa lê cho em. Một bị lạp xưởng cho hoa lê còn hàng không em? Kim cương 4 bị là hết luôn rồi hả? Không còn bị nào hết hả? Còn bị trên kia của ai vậy? Lan Thanh Trương hả? Vậy là bà Hoa Lê hết lạp xưởng. Lê Huynh em ghi chú lại là 1 kg lạp xưởng tươi. Ok, ký lạp, nửa ký lạp xưởng tươi ok 75.000 luôn. Nhưng mà lạp xưởng tươi ăn giống như thịt chứ, rất là ngon luôn. Có mỗi tội là răng vận chuyển được, cho nên là khách tỉnh là thua. Khách ở trong gần thì ghé tới lấy ăn, tại vì cái đó Hoàng bảo quản cũng đông rồi, không có để ở đây. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là băng vệ sinh nha, còn 2-3 gói gì super sôi đi để dành mà xài. Hạn dùng là bao xa cho mấy chị luôn. Mà chị nào xài băng vệ sinh này rồi bữa sau mấy chị hết muốn xài băng vệ sinh hết, Hoàng cũng đang xài này. Áo khoác sữa bò hả chị, đang xem 59.000 nha bà ơi. Rồi nè, còn cái này thì hồi nãy là bé Loan Trúc nó lấy một hộp này nè. Loan Trúc là một hộp dán vai gáy. À không đủ đơn bỏ tôi hả? Không, cái con bé nó lấy 4 bị thì đủ đơn cho rồi. Cái này là gì ta? Dán vai gáy. Ê, bây giờ bán trên livestream giá sốc nè. Mỗi chị cho Hoàng xin một lượt chia sẻ, Hoàng bán cái này xong rồi Hoàng out xuống livestream và sẽ hẹn mấy chị buổi chiều, tại vì bây giờ trưa quá đói bụng quá, nói không nổi nữa rồi. Eo ơi đói bụng quá má ơi. Không có bạn. Nè xe cho mấy chị là 25.000 một hộp dán vai gáy. Rồi cái này công hiệu lắm, rất là hiệu quả luôn. Mà mấy chị nào mà có ông chồng mà chuyên làm nặng á, mình mua cái này cho mấy ổng chắc là mình cũng yêu thương ổng nhiều lắm. Biết sao ổng đi làm về mỗi vai, mỗi cơ, mỗi gáy á, xong rồi mấy chị sẽ dán cho ổng một miếng lên ha. Ở trong đây một hộp là đến 10 miếng lận 25.000. Giờ mua loại nào cũng không vừa ý như của chị bán đó. Con bé Dương Thanh, chính xác, con bé Dương Thanh là nó mua băng vệ sinh nhà Hoàng suốt ngày luôn. Nó cứ gần hết là nó cứ nhắn tin, chị ơi có băng vệ sinh không? Khi nào cũng vậy hết mấy chị. Tại vì khi mấy chị đã xài thằng này, mấy chị không bao giờ xài thằng khác được, là biết sao? Cái độ thấm hút của nó rất là ok. Nó không quá dày và nó không quá mỏng. Đặc biệt Hoàng thích nhất cái băng vệ sinh này mấy chị biết không? Khử mùi. Mình có lý do á, là nó thiệt luôn, có lý do là cái mùi nó, nói chung là mình ngại cái người ngồi bên cạnh họ có biết mình có lý do hay không. Nói chung là có mùi, nhất là cô Tết, không phải nói chứ cô Tết nó quýnh hoàng chịu, xài là cực kỳ có mùi. Sau này cô Tết nó ra mấy cái dòng mà sau này á thì ok nha, dòng màu trước màu xanh á thì hoàng nản cái cô Tết luôn. Nhưng mà xài cái thằng này nè, đặc biệt là mấy chị biết không, kháng viêm,
trong cái nói chung là nhiều chị có lý do, chỉ có 3 ngày 5 ngày là hết không đó, có nhiều chị là kiểu như bị hơi bị rong rong á, rồi có lý do cả tuần luôn mà mang mấy thằng kia chịu không nổi mà mang qua thằng này á, nói là ok hoàn, tại vì nó có cái độ vừa phải, không quá dày không quá mỏng, có cánh nha, nhưng mà thấm hút ok lắm, kháng khuẩn kháng mùi không bao giờ làm cho mình cảm giác là rít ráy hay là ngứa ngáy gì hết trơn á, hay vậy đó, bao vệ sinh này nè. Rồi ai lấy chốt hoài, bữa em mua 2 bị 2 bị 25, chị giao một bị xài sướng mà, ra tiệm mua xài chán hả, ra tiệm mua xài chán hả, xài chị xài sướng hả, ok xài chị là cứ xài sướng miết. 3 gói vệ sinh hả, ok chị, 3 lóc chứ, em bán một lóc như vậy là 99.000 này chị yêu, chị băng tâm em bán là một lóc luôn, một lóc luôn là 12 bị ngày tặng bị đêm ha, chứ em không có bán lẻ một gói mấy chị, em bán luôn một lóc luôn, em không bán lẻ nha. Rồi dán vai gáy là 25.000 hộp, chị nào lấy chốt lên cho em, em chốt cho bé Loan trúc một hộp đi em, lấy cái tờ giấy em ghi chú lại rồi chị đọc em ghi tên thôi, từ từ sẽ xong. Loan trúc hồi nãy có chốt một hộp, một hộp dán vai gáy, còn Nguyệt Lê không biết chốt bao nhiêu chị quên rồi, ghi Nguyệt Lê rồi hồi hỏi bé Nguyệt. Rồi Lê Huynh một hộp, Uyên Thuyền một hộp, dán vai gáy này mấy chị nè, đó dán vai gáy đây, chu cha má ơi, 25.000 một hộp 10 miếng, cái này á hả, nó tem hai đầu luôn, tem hai đầu luôn, nhưng mà nhiều khi vận chuyển thì cái hộp nó hơi mốt xíu, mấy chị thông cảm giúp em, tại vì ở trong này không hề ảnh hưởng gì hết á, tại vì cái này dù em cố gắng hết sức nhưng mà nó vẫn bị mốt, cái hàng em về này trong thùng này là đẹp như thử cái con gì luôn. Rồi ok chị Bông Sư Nguyễn nha, ok cho Huỳnh Bích nha, ok cho Cây Khế nha, chai xịt dưỡng tóc nhiêu chị hả, 35.000. Rồi ok cho Trần Thị Diễm Kiều, nói chung là 35.000 nhưng mà đủ đơn mới chốt được, còn mua không đủ đơn thì cũng không chốt được nha. Rồi chị nào lấy chốt lên cho em là hộp dán vai gáy sale 25.000, lâu lâu em mới bán một lần. Của bé Hồng Thạnh hả? Hồng Thạnh, Hồng Thanh hả? Hồng Thạnh là ai vậy? Hồng Thạnh hả? Lóc bông vệ sinh hả? Khách mới cho hàng số điện thoại địa chỉ đi em yêu ơi, hay chị quên rồi. Rồi ok nè, dán vai gáy cho Kim Cương 2 nè. Mấy chị chốt lên cho em, chốt hết lên giúp em. Rồi mấy chị chốt lên giúp em nha, hết cái mã này em xuống livestream cái đã, em sẽ nghỉ ngơi một chút lát, nghỉ trưa mấy chị, sau đó em sẽ xả tụt quần, xả lỗ rồi phải có sức để mà em xả cho mấy chị nè. Rồi để chiều mà đầu giờ chiều em tìm cái gì em bán tiếp rẻ cho mấy chị nha. Yến Thanh hả, dán vai gáy hả mấy chị? Dán vai gáy này là mấy chị đâu, cái hộp này bị mốt rồi, để em lấy ra rồi một cái hộp nào hơi mốt cho chị hộp đi, lấy ra cho mấy chị xem. Dán vai gáy nó là màu xanh, nó là từ tinh chất lá ngải cứu á, cực kỳ rất là ok luôn mấy chị. Mấy chị đau vai đau gáy đau nhất đâu gì mấy chị dán lên, mấy bữa em hay dán ở đây, chồng em cũng dán luôn mấy chị nè, hộp dán vai gáy này. Bên trong á là nó cái bị như vậy, mấy chị xé ra nó cũng như miếng salon bát vậy, nhưng mà nó làm cái hình như vậy nè, rất là hay luôn, màu xanh nha, dán lên cực kỳ đã luôn. Dán ngải cứu nha, dán ngải cứu, dán vai gáy ngải cứu. À, Yến Thanh em chị Hạnh Tuyết hả, Yến Thanh dán vai gáy em qua tin nhắn nha, ok Hồng Thanh. Rồi ok mấy chị, rồi ai mua cái gì mọi người qua tin nhắn anh bút cho em ha, không lên số điện thoại cũng được, nhiều khi đó là điều thông tin cá nhân, mấy chị không muốn lên đây cũng được, ok vào Messenger nhắn tin liền cho Hoài nha. Bông vệ sinh là còn 4-5 lóc gì đó, chị mua lấy thì chốt luôn cho chị giá 99.000 luôn nha, không nha, là hết luôn á. Cái bây giờ container nó không có về nữa đâu, rồi chị nào lấy chốt Hoàng Bân vệ sinh nha, mua mà để dành xài. Mùa dịch tới là cái này cũng là một trong những nhu cầu thiết yếu luôn, nhu yếu phẩm luôn á, thiệt luôn á. Bân vệ sinh nó cũng làm trong nhu yếu phẩm của con người luôn á, chứ không phải là đồ ăn không đâu, trời, đến ngày mà có lý do mà không có cái thằng này thì không biết làm sao luôn á. Mấy chị lấy chốt lên cho Hoàng nha. Rồi bây giờ Hoàng sẽ xuống livestream, Hoàng sẽ đi ok thi một chén vai gáy. Bây giờ Hoàng sẽ đi ăn cơm lấy năng lượng, chiều Hoàng sẽ xả kho cho mấy chị tiếp luôn, bán khô máu luôn. Cái này tiêu rồi sao kỳ vậy ta, phải tìm ra cái kia chứ không chiều của mấy Diễm nó ghé lại không có. Chị nghe này Lan Thanh Trương ơi, chị không hiểu tại sao nhưng mà bữa em thấy soạn cùng đinh nhau, ok bữa em có thấy còn hợp nào không? Nhưng mà chị cũng không biết nữa, để xíu này chị kiểm tra lên. Rồi bye bye với chị nha, Hoàng sẽ xuống livestream nha. Ok, đồ riêng, đồ bộ trung tuổi hả? Đồ bộ trung tuổi là bây giờ không có đâu. Đồ riêng thì để chiều bé Hân nó soạn, chứ còn đồ bộ trung tuổi thì chị sợ không có quá. Rất là kỳ lạ. Chị nhớ là chị có lấy cái loại đó luôn.
Rồi bye bye mấy chị nha. Bye bye mấy chị, họ xuống livestream nha. Bye bye mấy chị. Mấy giờ lên để chị để em vào xem hả? Có tầm 1:30 đi em, 1:30 ha.